qười lấy chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh người dân đường quay âm mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện rất hay ngày hôm nay của tác giả ngô tuyết có tựa đề bà hai lặng lơ câu chuyện xảy ra tại nhà phú hồ lập những điều gì đã diễn ra trong gia đình này mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây cùng thuận nhé ngồi dưới gốc đa phóng tầm mắt quan sát khắp cánh đồng lúa thấy mùa màng năm nay có vẻ bội thu hơn mọi năm phú Hồ lập cười tít mắt là điều ưng bụng lắm thằng bầm đứng kế bên nom bộ dạng chủ đang vui vẻ liền khoanh tay trước ngực dậm đôi câu lấy lòng chủ bẩm ông còn đi quanh cả xứ nhiễu khê ta nhưng xem chừng vụ này nhà ông là nhất đấy ạ Ông Lập dùng gậy gõ nhẹ lên đầu nó, mắt lim dim gật gù khoái chí Tiện tay, ông mở hầu bao, sóc len keng dây lát rồi thò tay móc đưa cho nó một đồng xu, nói với giọng hào sảng. Ông cho mày, đã, đã ưa ăn bánh đúc hay bánh giò thì ăn. Bẩm ma bánh đúc giá một hào một miếng nhịn hơn hai ngón tay, còn bánh giò tới tận hai hào cơ. Ông cho con một xu sao đủ à? Một xu chỉ đủ tiền uống cốc nước trẻ loãng của con mụ thể ngồi bán ngay bến đò thôi. Nó vừa dứt lời liền nhận ngay mấy gậy vào thân. Ông Lập nổi giận, vừa phang gậy tới tấp vừa quát tháo. Cho bao nhiêu là quyền tao, nói gì cũng quyền tao. Mày sử dụng số tiền đó để ăn hay uống gì thì kệ ba đời nhà mày. Liên quan gì tao mà phải giải bay. Phải chăng thấy tao dễ dãi nên muốn vòi thêm? Này thì vòi này, vòi này, Đánh chán chê, ông hậm hực chắp tay sau mông bỏ đi. Thằng bầm nén cơn đau lồm cồm bỏ dậy. Bùng cây rủ chạy theo che cho chủ. Hắn tự trách thân mình ngu dại, lắm lời. Vì vốn biết tính ông lập xưa nay nổi tiếng keo kiệt, buồn xỉn mà không biết giữ mồm miệng. Về tới nhà thấy hai mẹ con ngồi trên sập cụ khảm xà cửa. Phè phẩy quạt nan ngó ra sân. Ông Lập liền quên hết bực tức bước tới xoa đầu cưng nựng thằng con trai lên mười. Bà lụa lườm chồng. Nhanh rửa ráy tay chân cho mát mẹ còn ăn cơm, hay muốn thằng khôi với tôi đói mèo mới chịu. Ông véo má vợ một cái rồi rời đi. Đám nô bọc trong nhà thì chứng kiến như cơm bữa nên không lấy gì làm lạ. Như thường lệ, xuyên suốt bữa cơm luôn có người đứng bên cạnh hầu hạ. Công việc đó được phân cho con mắm nó là đứa hậu gái thân cận của bà chủ Mọi khi nó làm việc tỉ mỉ chu đáo lắm Ấy vậy mà hôm nay bỗng lơ đãng, Thậm chí vứt tận đâu đâu Ông lập chìa cái bát ra Có ý bảo nó xới cơm Nhưng con mắm Mãi ham nhìn ra ngoài sân Chẳng mảy may để ý Bà lụa chưa kịp cất tiếng nhắc nhở Thì chồng mình đã đẩy ghế đứng phát dậy Thẳng tay tát bốp vào mặt con mắm Nó ăn tát thì say sậm mặt mày sực tỉnh rối rít xin lỗi bà lụa vội can ngăn trời đánh còn tránh miếng ăn thôi ông bớt giận để nhà mình có bữa cơm ngon lần này cậu khôi gắp con cá rô kho tổ từ nồi đất bỏ xuống dĩa đẩy sang trước mặt mắm tưởng nó biết đường gỡ xương cho thằng nhỏ như mọi khi ai rẻ cứ dựng dưng vác mặt trông ra sân ông lập điên máu hắt luôn cái bát canh nóng vào nó còn bà lụa vỗ bàn xong tới túm lấy tóc nó lôi đi xoành xoạch Kéo đến lù nước mưa sau hè Mà nhúng đầu để tạt nước liên lịa Mồm không ngừng quát mắng thậm tệ Một lúc sau bà lụa đi lên nhà ngồi vô bàn Tiếp tục ăn nốt bữa cơm Ông lập bảo vợ Mình tống cổ nó đi ngay cho khuất mắt tôi Tôi ắt biết cách tính toán sắp xếp Xin mình chớ bệnh tâm sau bữa cơm bà gọi bà nếp Người chuyên lo việc bếp núc lên dọn dẹp Và không quên nhắc nhở Bà đếm cả rồi đấy Khôn hồn thì đừng ăn vụng Nếu mất dù chỉ một miếng là tao chặt tay chúng mày hầm canh cho chó ăn đấy nghe chữa Ông lập vuốt rìa mép mỉm cười gật đầu tán thưởng Cảm ơn mình vun à, vén cho cái gia đình này Thật cha uống công tự yêu thương mình Bà lụa choàng tay ôm lấy thân hình ngấn mỡ của chồng nũng nịu. Vợ chồng với nhau mà nói chuyện khách sáo quá trời. Hay mình xem tôi như người dứng? Ánh mắt đôi bên trao nhau đầy tình tứ, không khác gì thỏa đôi mươi. Bà lụa chợt nhớ tới hơn 10 năm về trước. Nhớ về cái ngày họ gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng. Gia đình bà Lụa là một trong những tá điển thuê ruộng đất của nhà phú hộ lập nhà vườn nghèo lại đông con bị bõm quanh năm cắm sấp mặt xuống ruộng vậy mà chẳng bao giờ đủ ăn tới kỳ nộp tô nộp thuế thì cả nhà vắt chân lên cổ chạy vậy cũng chả thấm vào đâu được năm bội thu tưởng đâu cuộc sống dễ thở đôi phần nhưng đùng cái thằng út lăn ra ốm rồi mất phải lo thuốc thang ma chay cũng ngót hai chục đồng chưa kể khoản lễ lược chầu cau kèm giam đồng bạc để làng cấp đất chôn cất, đầm đặt túng thiếu vẫn hoàn túng thiếu. Lò mà chay cho thằng út xong xuôi, gia đình bà lụa cố nén đau thương lại tất bật bắt tay vào việc đồng áng. Hẳn tô thuế cận kể, cả nhà bà lụa lo sốt vó, mẹ bà nước mắt giọt ngắn giọt dài than khóc. Dạo thằng út mất, nhà có bao nhiêu chút cháy hết na, mà nào có thấm vào đâu. Vậy là phải vác cái mặt đi vay mượn khắp nơi mới đủ tiền lo ma chay. <laughs> Tội nghiệp thằng nhỏ. Sống thì bữa đói bữa no. Đến lúc chết cũng chả có tấm áo qua nên hồn. Người đi thì cũng đi rồi, nhưng nợ vẫn còn đó. Lỡ thêm thuế má nữa liệu thằng sống nổi không cơ chứ? Cả ngày trời làm quần quật như trâu bò đến khoai sắn chẳng có mà bỏ bụng. Đà này chết còn sướng. Trời ơi! sao cái đói cái nghèo cứ đeo bám gia đình tôi mãi vậy nè bà lùa buồn bã buộc cái giỏ tre ngang hông tay xách cái nơm rời đi tính ra mương kiếm ít cua ốc mang về nấu bát canh rau húp lót dạ vậy mà loay hoay suốt mấy canh giờ cũng chả bắt được gì ngoài vài con cua đồng bé xíu bà bỏ lên bờ ngồi dưới bóng trăng ôm mặt khóc nước nở cùng lúc ông lập và đám gia nhân đi ngang qua thấy vậy liền cất giọng quát đứa nào đó bay bà lụa ngẩng đầu ngoái nhìn vừa thấy khuôn mặt đẫm lệ của bà lụa ông lập đã thấy sao xuyến tiến đến gần hơn ông nhẹ nhàng hỏi han bà lụa đang sầu não nên không ngần ngại mà chia sẻ nỗi lòng vì cảnh bọn dân đen cơ hẳn khóc lóc van nài khất nợ hoặc cảnh bọn chúng đi vay quỷ gối dập đầu thó ró thận thần ngoài cửa lắm khi bị chó vồ cắn nên giờ nghe cô gái trước mặt kể lệ ý ôi bản thân chẳng lấy gì làm lạ nếu là kẻ khác chắc ông sẽ tránh né ông sợ mùi nghèo trên cơ thể họ ám vào rồi lây cái cơ hàn sang mình nay vì say mê nét đẹp mộc mạc của bà lụa mới gắng gượng ngồi nghe còn nhấn nhá đôi câu tỏ lòng xót thương ngày ngày hôm sau ông tìm đến nhà bà lụa mọi người thấy ông thì hồn bay vía bạt họ đun đẩy chắp tay đứng thành hàng im lặng đợi ông lập cất tiếng Nằm ngồi nhà lá lụp sụp đồ đạc bên trong chả có gì giá trị ông lập đảo mắt kiếm cái ghế để ngồi mẹ bà lụa vội đưa tay phủi bụi rồi bê ghế đến mời khách ngồi bấy giờ ông lập mới thư thả hỏi cô lụa đi đâu vắng mà gia đình ta người nào người nấy sức dài vai rộng thế kia sao không vào rừng đốn gỗ cắt lá về làm cái nhà cho đàng hoàng để chui ra chui vào mọi người ngạc nhiên nhìn nhau bởi họ nghĩ ông lập đến đây nhằm thu thuế và đòi các khoản nợ cũ chưa mấy đời có thằng phú hộ nào đi quan tâm ra cảnh kẻ bần nông mẹ bà lụa lấy hết sức can đảm thưa ở à, bẩm cậu con bé đang hái rau sau vườn về chuyện nhà cửa đành bó tay thôi cậu à đất đai cây cối ở đây đều thuộc quyền cai quản của cậu chúng tôi lập phận tôi tớ nhờ cậu chiếu cố cho mấy có ruộng đất làm ăn nào dám tự ý động chạm tới thứ chi khi chưa được chủ cho phép cũng lắm mà, chỗ bán vật liệu nhưng chúng tôi đào đâu ra tiền mà mua ông lập ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tôi xin nói thẳng chả vòng vo làm mất thì giờ đôi bên chuyện là thế này tôi thích cô lụa và muốn cưới cô ấy làm vợ nếu gia đình ông bà và cô lụa đồng ý thì tôi sẽ xóa nợ cũ lẫn tiền tu thuế năm nay vấn đề sửa sang nhà cửa tôi cũng sẽ giải quyết cho nốt riêng cô lụa ấy, bản thân cô ấy muốn thêm lễ lược gì xin cứ yêu cầu cảm thấy đáp ứng được tôi nhất định không khước từ đứng sau hè bà lụa đã nghe hết câu chuyện Chẳng chút đắn đo bà lụa bước vào mỉm cười đáp ngay Tôi đồng ý Chỉ cần cậu làm văn tự rõ ràng Khi bóng ông lập khuất ngõ Mọi người đều mắng nhức bà Vì họ sợ bà bước chân vô nhà đó sẽ khổ Bởi nhà phú hộ lập có cha mẹ khét tiếng cay nghiệt tàn độc Bà lụa thu thít phân trần Mày nhờ rủi chịu chưa biết sao giờ Từ chối liệu rằng có yên ổn được với nhà người ta chăng với lại miễn sao nhà ta thoát cảnh đói rách Cha mẹ đã già yếu còn gắng cượng được bao lâu Các anh cũng cần lấy vợ lập gia thất Nợ chồng nợ thử hỏi bao giờ trả hết Nếu còn không chấp nhận thì mình chỉ thiệt thân biết đâu Vì bị khước từ làm họ mất mặt Họ quay sang khiến ta mất mạng thì sao Thay vì uống rượu phạt thì nên uống rượu mời mọi người ạ à. Mẹ bà khóc vật vã khuyên con mang tờ khế ước giao trả nhưng cô cường quyết từ chối. Khi cha mẹ ông lập hay tin, con trai muốn lấy con gái của tá Điền làm vợ thì nội đình nổi đoá lên. Ông bà mạn mắng trời ông lập té tát, họ hầm hồ, tính kéo bọn nô bộc sang nhà bà lụa đốt nhà, đánh đuổi khỏi xứ. Ông lập không cãi cũng chẳng lên tiếng phân bua cầu xin. Ông lặng lặng quẳng sợi dây thừng qua xài nhà, buộc thành thỏng lọng Đám người làm thấy vậy la toán lên cuống quyết gọi ông bà chủ. Hai vợ chồng ông mạn đành bấm bụng chấp thuận. Nhà người ta nghèo khổ mà con đàn con đống. Ông bạn tuy giàu nứt khố đổ vách, nằm thề bảy thiếp nhưng chỉ có mỗi bà cả, dặn mãi mới được hai mụn con trai. Không thêm thì thôi chứ bản thân nào muốn bớt. Đã vậy vừa cưới vợ về hôm trước là hôm sau ông lập đòi ra ở riêng khiến cục tức trong lòng họ càng tăng gấp bội. Mặc dù được ra riêng nhưng bà lụa vẫn không tránh khỏi những trận đòn roi của mẹ chồng. Thử lúc con trai vắng nhà, bà mạn liền sai người đến nhà mời con dâu tới bầu bạn. Không kiếm cớ này cũng bịa lý do nọ, bà mạn thẳng tay đánh đập chửi bới. Bà lụa trở về nhà với thân thể bầm tím, ông lập biết chuyện liền về nhà mẹ quyết làm cho ra nhẽ. Bà mạn non bộ dạng con trai có vẻ giận dữ lập tức giả vờ rên rỉ ngã bệnh thấy con trai ôm cục tức quay về hai ông bà nhìn nhau nháy mắt cười khúc khích đắc chí ông lập thoa thuốc lên vết thương cho vợ mà lòng như sát muối ông cấm vợ không được bén mảng đến nhà cha mẹ mình nhưng bản thân đâu hay lắm lúc ngán ngầm bà cũng kiếm cớ tránh né ai dè bà lụa không sang thì bà mẹ chồng mò đến chẳng nói chẳng rằng cứ việc nhào vô túm tóc thụi túi bụi vì bà mạn nghĩ con dâu hỗn hào dám rửa hơi chồng ngang nhiên chống đối Còn mắm lúc này còn bé chừng khoảng bảy tám tuổi nó đang đứng cạnh đấy nói chen vào bẩm cậu mở chủ không lại nhà bên kia thì bà lớn xong đến nhà mình đánh mở lên bờ xuống ruộng đấy ạ ông lập quắc mắt quát lớn sao chúng mày không báo tao hay bẩm cậu mở chủ bảo cậu làm việc đầu óc căng thẳng phải gồng cánh đủ chuyện bên ngoài rồi nên khi về nhà chỉ muốn cậu được thư giãn thoải mái thế nên cấm tụi con không được hở môi răng lạnh nửa lời nghe con mắm nói thế ông lập càng thương vợ nhiều hơn dù bảo bọc vợ thế nào đi nữa tình trạng cũ vẫn tiếp diễn chỉ là ít xảy ra hơn thôi mãi tới khi thằng khôi chào đời bà bạn mới buông bỏ bực tức Ngày đầu tiên đặt chân về nhà chồng, bà lụa buồn bã lo sợ đủ điều. Mày thay gặp người chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng, thành đắc cuộc sống dễ chịu, thoải mái, vô vàn. Gia đình bà thấy vậy cũng mừng vui khôn xiết. Bản thân bất giác mỉm cười, khép ký ức lại. Tính nói vài lời yêu thương thì thấy chồng ngủ lúc nào chả hay. Bà nhẹ đi xuống bếp gọi nhỏ. Còn mắm đâu? Còn mắm phụng phiểu bật khóc. Cơm cá trong mồm bét nhẹ rơi vãi lung tung Bà lụa dí ngón tay lên trán nó mắng Bộ ông đánh mày oan đó hả? Rồi có bị phỏng đâu không? Bầm bà Không ạ à. lại còn tay anh bầm bị bầm tím nên con sót Bà lụa quay qua hỏi thằng bầm lý do Mặt xỉu như cái bánh đa phải nước Nó thuật hết đầu đuôi câu chuyện không bỏ sót từ nào Nghe xong bà lụa cười nghiêng ngả. Ông cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu Mày cảm đàm chi thêm thiệt thân Bà nếp sới bát cơm trắng ú ủ Gắp thêm con cá rô đồng kho tộ béo ngậy Bụng ngập trứng đưa trước mặt bờm bảo Ăn đi Hai cái đứa này rõ khờ Chúng mày theo ông bà chủ từ lúc chưa có con cái gọi nhau bằng cậu mợ Cho tới lúc sinh cậu khôi đổi cách xưng hô thành ông bà mà rốt ghê Chẳng nắm bắt tâm tính chủ nhân gì cả Thực ra trước mặt chồng bà lụa luôn tỏ vẻ khắt khe với người ăn kẻ ở. Nhưng sau lưng lại đối đãi rất tốt. Cơm đủ no, áo đủ mặc. Hễ nhà ai túng quẫn quá, nếu biết được bà luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bà nếp đi ở đợ cho nhà bà mạn từ lúc tóc còn xanh, này đã điểm bạc pha xương. Bà chăm từng miếng ăn giấc ngủ cho ông Lập khi còn tấm bé. Vì quen khẩu vị thức ăn do bà ấy nấu, nên lúc ra ở riêng ông Lập dẫn bà theo. Còn thằng bầm và con mắm, hai đứa nó là anh em ruột thịt. Cha mẹ nghe đâu bị quan phủ đánh đập đến chết vì không nộp đủ xu thuế. Tưởng rằng chết là hết nợ. Nhưng không, lão lý trưởng bắt anh em chúng nó phải gánh nợ bằng cách bán thân cho nhà lão. Đôi lưng bát cơm hẩm cùng dăm quả cà pháo bày ra trước mắt. Ông Lý bảo chúng điểm chỉ vào khế ước mới được ăn cơm. Cơn đói dày vò đột can của hai đứa trẻ. Còn em mới có 6 tuổi, còn thằng anh lên 10. Chúng nuốt nước miếng ửng ực nên nhanh chóng nhấn ngón tay điểm chỉ. Hai anh em ngấu nghiến ăn khen lấy khen để. Tại không biết bao lâu rồi bản thân chúng mới nếm được hương vị của hạt cơm kèm mắm. Chúng đâu biết rằng khi miếng cơm chui tọt xuống cổ họng thì đời chúng chính thức rơi vào khổ ải, trần gian. Ông Lý bắt con mắm làm trò tiêu khiển cho lũ con của mình Mấy đứa đó đều chạc tuổi mắm và anh trai. Chúng bảo mắm dắt hai tàu lá chuối và lưng quần, rồi leo lên cây xoài cao tít mà nhảy xuống. Trên cây, con mắm đứng ngó xuống đun bẩn bật. Phía dưới bọn chúng reo hò vỗ tay khuyến khích. Nhảy đi, hãy xòe cánh giống chim bay lượn đấy. Nó ngó nghiêng tìm hình bóng của anh trai để cầu cứu, nhưng bầm phải chăn trâu đồng xa nào hay chuyện nhà. Mắm ôm thân cây thút thít khóc. Đợi hồi lâu không thấy mắm nhảy, bọn chúng nổi giận điên cuồng ném đất đá vào nó. Mắm khóc to bao nhiêu, chúng khoái chí bấy nhiêu. Bầm bè thấy em mặt mày sưng phù, tay chân thân tím. Nó giận lắm, bèn bắt sâu róm, rồi lén vứt vào buồng ngủ tụi kia. Nửa đêm nghe tiếng chúng khóc thét vì ngứa, hai anh em nằm ngoài chuồng trâu cười tủm tỉm. Từng ngày trôi qua, bầm cứ chăn trâu cắt cỏ, chẻ củi gánh nước, giã gạo, còn mắm làm mấy việc mọn và giao thân xác cho lũ con nhà lý trưởng chơi đùa đánh đập tối đến hai anh em được bà lý cho manh chiếu cũ chạy ngoài chuồng châu nằm ngủ họ cấm hai anh em nó vô nhà nằm dù chỉ là hè nhà bẩm pha trò làm em vui bằng cách kể hương vị của các củ khoai bởi ngày nào nó cũng chỉ được ăn mỗi khoai ngoài ra không có bất kỳ món gì khác mắm buột miệng nói Em ước gì mình được ăn khoai Bầm ngạc nhiên nhìn em Vì trước giờ mắm luôn bảo nó được ăn cơm trắng cá kho Em chán cơm rồi hả? Mắm tuổi thân khóc nức nở kể ra sự thật Thời gian qua mỗi lần con sen mang thức ăn thừa trộn lẫn cơm nguội đổ cho mấy con chó nhà láo lý ăn Nó phải nhào vô ăn cùng Tụi con nhà đó cầm sẵn roi mây Hãy thêm mắm không bóc cơm ăn cùng chó chúng vụt roi ngay còn lần mấy con chó nổi hung tợn vì sợ mắm tranh hết phần, liền nhe răng táp nó đến chảy máu. Trời thương phận mọn nên may sau mắm chỉ sưng vù mà không nhiễm phải bệnh dại. Mấy đứa ở cũng xót xa khi nhìn cảnh hai anh em chúng nó còn nhỏ mà phải chịu khổ. Nhưng chả biết làm sao giúp đỡ bởi thân mình có sướng hơn chút nào đâu. Bồng vỗ về an ủi em. Đáng một thời gian nữa anh nhất định tìm cách dẫn em đi khỏi đây. Cách hai tháng sau đó, ông lý trưởng biết mình sắp hết nhiệm kỳ ba năm làm việc, nên bàn vợ bày tiệc đãi khách quý. Họ còn chuẩn bị phong bao hậu hĩnh làm quà lót tay. Toàn bộ khách mời đều là kẻ có tiếng nói địa vị cao quý. Trong số khách mời có vợ chồng Phú Hộ Lập. Hôm đó ông Lập ngỏ ý muốn đưa bà Lụa theo cùng. Bản thân mang bầu tới tháng thứ năm rồi nên mình mệt uể oải. Bà lụa không muốn đi Ông này nỉ ghê quá Thành thử bà cũng gắng đi cho chồng vui Trước đầu có chuyện trong xứ này Cho đàn bà tham gia tiệc tùng Này các ông ra tỉnh Thấy mấy ông mắt xanh mũi lõ Và các quan tri huyện Đi đâu đều dắt phu nhân mình kẻ kẻ sát nách liền học đòi làm sang Buổi tiệc thịnh soạn đang diễn ra vui vẻ Bỗng bà thấy xa xa bên hông nhà Có con bé Đầu giặt nguyên tảng lá to bằng hai bàn tay mặt trắng bệch ngồi tựa gốc xoài thở khó nhọc bà lụa vội đi đến hỏi thăm nhọc bị sao vậy mắm theo thảo đáp con thèm thịt quá nên ăn vụng miếng mỡ lợn thế là bị bà lý cầm dao lia nhầm đầu mấy bà bếp nhai lá thuốc đắp cho con đấy chắc hôm sau sẽ liền ra chỉ sợ lát anh trai chăn trâu về nhìn con vậy không kiềm lòng mà gây sự với nhà họ Bà lụa rưng rưng nước mắt nghẹn ngào hỏi tiếp. Thế vậy cha mẹ nhà cửa nhóc ở đâu để ta đưa về? Họ bị quan phủ đánh chết do không nộp thuế. Nên ông Lý bắt anh em tự con về đây bán thân trả thuế ạ. À. Lòng chua xót, bà lụa xoay người rời đi trở lại bữa tiệc. Thì thoảng bà vẫn liếc mắt sang chỗ mắm. Khi buổi tiệc gần tàn, ánh trăng non dần lộ rõ giữa nền trời xanh thẳm bà thấy một cậu bé có thân hình gầy nhom đứng cạnh nhóc kia tay không ngừng lau nước mắt bà đoán đó là người anh trai mà lúc nãy con bé nhắc tới lúc ra về ông bà lý nhét chiếc phong bì vào túi sách bà lụa rồi sổ điệu cười chua lè chua lét mà tuôn lời cầu cạnh nhà ta có người thân làm tới chức cửu phẩm chuyên lo công văn sổ sách bên cạnh quan tri huyện chuyến này mong hai vợ chồng ông bà nói giúp cho chúng tôi đôi lời để cây kế lý trưởng được thuận buồm xuôi gió nằm yên vị ạ. À. Phú hộ lập say bí tỉ chân nò đá chân kia. Khó khăn lắm thằng xế mới dịu được ông chui vào xe. Đặt đít xuống ghế là ông ngáy o o, bất biết trời mây, mặc vợ đứng giao tiếp. Bà lụa mỉm cười bảo. Ông bà yên tâm, nhất định tôi sẽ chuyển lời. Vợ chồng lý trưởng đã nghe bản dân thiên hạ rủy tay nhau chuyện tình của ông Lập và sự yêu chiều đối đãi dành cho vợ. Nên giờ thấy bà lụa nói vậy thì lòng vui lắm. Bà lụa giả vờ toan rời đi rồi đột nhiên quay lại thở dài nói tiếp. <laughs> có điều... Vợ chồng lý trưởng chợt tắt nụ cười, nuốt nước bọt hồi hộp giò xét. Bà lụa không để họ đợi lâu, liền nói luôn. Tôi muốn có hai đứa ở kia, chẳng hay ý ông bà thế nào, Nói đổi bà đánh mắt về phía anh em thằng Bờm. Bà Lý cười xòa đáp. Tưởng gì to tác. Dứt lời, bà ta nhanh chóng dẫn anh em nó kèm giấy bán thân giao cho bà Lụa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông Lập thấy anh em thằng Bờm thì muốn đuổi đi ngay. Nhưng tại vợ thích đành giữ lại. nhiều hôm nay bà Lụa biết tính chồng nên giả bộ quát mắng. Phần uh, sợ tô canh làm bỏng mắm mới nhanh chóng lôi nó đi nhấn nước giúp tránh phòng nặng. Còn mắm cũng hiểu tâm ý của bà chủ. Mà đâu chỉ mình nó, người ăn kẻ ở trong nhà đều rõ. Bởi mình xuất thân từ tầng lớp bẩn cùng, ăn không no mặc trả lành. Gia đình nợ nần khó khăn trăm đường. Những kẻ nắm quyền thế luôn tính trăm phương nghìn kế nhằm bóc lột sức lao động và chiếm đoạt tiền công của người lao động. Họ bị thao túng trói buộc trong cái phòng luận quật nợ nần mà không tài nào thoát ra được đành chấp nhận bán thân làm tôi mỏi chịu thiệt thòi chịu áp bức vì vậy bà lụa luôn cho người làm ăn no bụng trả công cán đàng hoàng thế nên mọi người luôn yêu quý và hết đỗi dốc sức làm việc chẳng tử nan riêng bà nếp cùng anh em thằng bầm bà có dành sự ưu ái hơn bản thân xem họ như người thân Hôm nay là ngày rỗ của cha mẹ bà Lụa, tuy họ mất khác năm nhưng trùng hợp sao lại chung ngày rỗ. Bà Lụa biểu chồng cùng về, ngặt nỗi có quan trên tỉnh ghé qua nên phải tới đỉnh làng đón tiếp nên không đi được. Bà mang ít trái cây rồi dắt thằng Khôi theo. Đứng trước bàn thờ ngắm di ảnh cha mẹ, bà Lụa thắp nén nhang, lòng nhớ nhung tuôn trào nước mắt. Mấy anh em ngồi quanh mâm cỗ đơn sơ, ai nấy giờ đã có gia đình riêng. Dù cuộc sống lam lũ không sung túc như bà lụa, nhưng cũng ấm no. Có hội ngộ ắt có chia ly. Sau bữa rỗ mẹ con bà lụa bịn diện chia tay. Bà chỉ dâu cả vắt nắm sôi to bằng cái bát kèm cái đùi gà bóng mỡ, gói trong lá chuối buộc dây cẩn thận trao cho bà lụa. Mang theo lát thằng nhỏ đói còn có cái bỏ bụng. Bà lụa dưng dưng nước mắt cảm động, liền đưa tay đón lấy rồi dẫn con rời đi. Mọi người dõi theo bóng mẹ con bà cho tới lúc chiếc xe khuất tít sau rặng tre. Họ thầm cảm ơn đứa em gái, bởi nhờ có bà lụa mà mấy khoản tô thuế đỡ đè nặng lên đầu họ. Công việc đồng áng đến vụ mùa được dư lơi. Rồi tiền nông, thuốc thang tẩm bổ khi cha mẹ đau ốm tới lúc họ nằm xuống. Thằng Khôi nằm gối đầu lên chân mẹ ngủ ngon lành. Bà lụa đưa tay vuốt mấy cọng tóc phủ lòa xòa trên mặt con, Càng ngắm nó, bà càng thấy khôi giống chồng tựa bản sao. Lòng ngập tràn hạnh phúc. Bà thầm cảm ơn ông trời đã đưa đường dẫn lối để mình gặp được ông Lập. Bỗng chiếc xe phanh gấp, thằng vậu vẻ mặt cau có hạ cửa xe, ló đầu ra sổ một tràng dài. Mẹ kiếp, chúng mày không có hả? Định đâm đầu vào xe ông ăn vạ chứ gì? Đổ cái thứ ăn mày bẩn thiểu, xe ông mà bị chảy sức thì ông giết chúng mày ném xác cho chó ăn chửi xong hắn sực nhớ tới bà chủ của mình đang ở trên xe vội quay lại bảo à, à bẩm bà có hai đứa ăn mày chặn đầu xe để con tấn một trận như từ cho chúng nhớ đời mày cắn chết chúng đi tội bà đâu tao chịu à khoan làm vậy bẩn xe của ông mày ở đây trông trường cầu để tao trông bộ dạng chúng nó thế nào lâu rồi chưa tát đứa nào khiến tao cũng ngứa tay bà túm cái giỏ sách bước xuống xe ngó nghiêng thấy hai người đàn bà ngã cục bên vệ đường bà lụa nhanh chóng trở lại xe hối thúc tài xế mày né ra hình như chúng mắc bệnh dịch cắn nó không bà mày điếc hả tao bảo né ra cắn nó rồi lỡ vấy bệnh xe lây bệnh thì sao thằng vầu chứng kiến nhiều cảnh bà đánh đập nô bộc tới mức người đẫm máu nên khi nghe bà lụa quát lớn hắn rén ngang trong nhà ai bà cũng sống thân thiện riêng tên này thì không bởi hắn hay bép xếp lấy lòng ông lập và hắn còn là người hầu tâm đắc của chồng nên bà phải giữ kẻ ba năm sau tình trạng lạm phát tham ô ngày một nặng nề gia đình phú hộ lập cũng không tránh khỏi họ bị các chức sắc lý trưởng trong vùng gây sức ép nhằm muốn ông nôn tiền của trước kia chúng nể mặt vì có người thân làm quan cận kề bên quan tri huyện bỗng ông kia không rõ nguyên do gì mà chết bất đắc kỳ tử. Thành thử chúng chả cần e rẻ. Thế tình hình hiện tại ngoài có tiền còn phải có quyền mới tồn tại được. Ông lập bèn bàn vợ, bỏ tiền mua chức. Ông còn muốn gửi thằng Khôi lên tỉnh học để tương lai rộng mở. Đột nhiên bà lụa dùng mình nhớ tới chuyện vừa xảy ra hôm kia ở nhà phú hộ cũ. Không biết ông ta đắc tội gì với nhà lý trưởng, mà ngày nào cũng thấy ông lý cho thằng thẹo cai lệ, dẫn lính sang tra khảo. Bất cùng toàn thể đám gia nô. Còn bản thân phú hộ cửu thì bị trói tay treo dựng đứng trên cành đa. Ngón chân cố nhón chạm đất để trụ. Bà theo vợ ông cửu ôm tiền hầu cửa quan mãi. Về sau mới vỡ lẽ, vì ông Lý muốn lấy cô cả nhài của nhà ông cửu làm thiếp nhưng bị từ chối thẳng thừng. Ôm cay cú trong lòng nên ông Lý mua chuộc tên nô bọc nhà ông cửu, sau đó đưa cho nó cục áp phiện. Thằng nô kia thấy lợi thì sáng mắt Liền lén bỏ vô nhà hại chú Họa trên trời rơi xuống cái rầm Khiến gia đình ông cậu tiêu tán hết phân nửa gia sản Còn phải hai tay dâng cô con gái Mình, mình nghe tôi nói không đấy Tiếng chồng cất lên khiến bà sực tỉnh, vội đáp Tôi ủng hộ mình và rất tán thành Có điều thằng Khôi mới 13 tuổi Đã tách gia đình ra tỉnh học Tôi không nỡ xa con mình yên tâm, tôi thân làm cha cũng sót con chả kém gì mình. Nhưng mọi chuyện tôi đã có sắp xếp, mình chớ lo nghĩ gì nhiều. Mười hôm sau, hai cha con ông Lập đưa nhau ra tỉnh. Bà lụa nhìn họ rời đi cứ khóc mãi không thôi. Dù dặn dò con đủ điều mà vẫn lo lắng chăm bề. Đêm đến ngắm nhìn căn nhà rộng thanh thang, lòng trống trải vô cùng. Nước mắt lại tuôn đẫm gối. Bà lụa nhớ chồng Nhớ con trai Giá như bản thân đẻ thêm vài đứa nữa Có lẽ giờ bên cạnh bớt trống vắng Khổ nỗi Bốc thuốc cầu thầy Thậm chí đi lễ khắp đình này chùa nọ Ấy thế mà chẳng thể mang thai Có người khuyên ông bà nên xin kiếm đứa con nuôi Biết đâu hóa giải được đường con cái Ông Lập nghe đến đó liền cấm tiệt Rõng rạc tuyên bố Trời cho sao thì nhận vậy Mình thằng Khôi đủ rồi còn nhận cái giống không cổ máu mủ đem về cái nhà này thì chi bằng tôi lấy vợ lẽ còn hơn miệng nói vậy nhưng bà lụa chả thấy ông làm hay đả động đến chuyện lấy thêm vợ nếu ông muốn bà cũng vui vẻ chấp thuận bởi xã hội lắm kẻ năm thêm bảy thiếp càng giàu càng thích nhiều vợ và lắm con rơi vãi độ tuần hơn ông lập trở về bà mừng cuống lên vỗ vập hỏi han trái lại với thái độ của vợ, ông lập từ tốn nhấp trà rồi đưa sắp vải thượng hạng và chai dầu thơm cho vợ bảo: cha con tôi chọn khi dạo phố đấy, tôi cũng nhờ thợ trên đấy tính kỹ từng tấc vải, đảm bảo lũ thợ xứ này chớ hỏng bớt xén được một phân vải nào. Còn chuyện thằng khôi ổn cả rồi, vấn đề ăn ở tôi gửi gắm cho nhà thầy thông ký phúc, một người họ hàng xa của gia đình mình. Dịp tới gia tỉnh có việc, mình có thể theo tôi gặp con. Vậy chuyện mua trước thì thế nào ạ? À? Ông Lập không đáp, thở dài bỏ vô buồn. Bà Lụa cũng chẳng đeo bám dò hỏi mà đi xuống bếp, bảo người làm nấu vài món ngon cho ông dùng bữa. Từ hôm về tới nay vừa tròn một tháng, trong quãng thời gian này tính tình ông thay đổi khá nhiều. Mỗi lần thăm đồng về là ông có gắt rồi chút dặn lên đám nô bọc. Ngay cả mấy con chó lai ngày thường rất đỗi yêu quý cũng bị ông phang gậy. Ném quốc tới tấp Thành tử hế thấy ông Lập là đám nô bộc Cứ lạnh tránh khép nép Lúc ở nhà thì toàn thở ngắn than dài Mắt hướng ra cổng như mong ngóng điều chi Bỗng một hôm đang dùng bữa Ông Lập cười nói hớn hở lạ thường bảo vợ Nè, tôi vừa nhận được điện trên tính Họ đã sắp xếp cho tôi cái chân tránh tổng Tốn nhiều không mình? Nhiều, rất nhiều nhưng phải chấp nhận thả con tép để bắt con tôm mình ạ. À. Cầm nước xong xuôi, ông kêu mệt nên bảo người làm cài then đóng cửa nghỉ ngơi sớm. Nghe tiếng lạch cạch vang lên, đoán chắc bọn người làm lui hết xuống gian nhà dưới. Ông gión rén nhỏm dậy, châm đèn ngó nghiêng khắp lượt. Từ nào giờ đêm hôm có đứa nào dám bén mạng hay lẩn vẩn trốn này đâu? Bởi ông đã có lệnh cấm tiệt trừ khi được cho gọi nếu không chỉ cần phát hiện ra đứa nào sẽ đánh chết chẳng tha và lại nhà mình sau ông cứ thập thò lo sợ như kẻ trộm tuy thấy chồng có hành động kỳ cục song bà lụa vẫn điềm tĩnh dõi theo mà chẳng cất lời cảm giác an toàn ông lập mấy khoát tay ra dấu có ý bảo vợ theo mình bà ngồi dậy vẫn đầu tóc gọn gàng liền xỏ chân vào đôi khuốc mộc lục cột bước đến ông lập bỗng hoảng hồn vội khẽ vô chân bà thì thầm. Cởi dép ra, bà muốn đánh động cả cái nhà này hả? Bà lụa không hiểu dây mơ dễ má gì nhưng tuyệt nhiên không hỏi. Cũng vì cái tính ít tò mò hỏi han bắt bẻ nhiều chuyện của vợ mà khiến ông luôn cảm thấy vừa ý. Ông Lập nắm tay vợ dắt ra gian ngoài, đến bên trước sập cụ khám xa cửa. Ông đút trong túi áo ra trước chìa khóa rồi luồn tay xuống dưới cái sập tìm lỗ tra khóa. Xong xuôi, ông kéo ra một cái học lớn, chứa nhiều thỏi vàng, dài cả gang tay lẫn hàng chục món đồ trang trí, trang sức làm bằng bạc, đồng đen và ngọc thạch. Bà lụa đứng hình dây lát, phần bị thỏa cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng thấy của cải nhiều tới vậy. Phần ngỡ ngàng bởi suốt mười mấy năm trời đầu ấp tay gối, bản thân vẫn chẳng hề hay biết về khối tài sản này. Bà lùa luôn cho rằng gia sản của nhà mình chỉ có số tiền bạc ruộng vườn mà chồng do mình quản lý. Dịch chuyển mọi thứ về chỗ cũ rồi ôm mớ đồ quay về phòng. Ông Lập cẩn thận kéo chiếc vali đan bằng sợi mây ra và sắp xếp của cải xen lẫn giữa mấy bộ đồ. Ông thì thầm với vợ. mày tôi đã tính đun tiền cho người ta, luôn tiện đưa mình đi cùng để thăm con trai. Nhìn thấy chuẩn bị đồ sáng mai đi sớm, Thấy vợ nằm trằn trọc mãi, ông Lập nghĩ vợ giận vì chuyện giấu của, liền choàng tay ôm lấy vợ thủ thị giãi bày. Tôi làm vậy cũng chỉ vì gia đình này thôi. Bà lụa dỗi hờn nói. Chưa không phải mình sợ tôi tha của ra khỏi nhà hả? Ông Lập vuốt ve mái tóc vợ đáp. Mình làm rồi đó thôi. Mình cho đám người làm trong nhà ăn cơm trắng thỏa thê mà không độn khoai sắn. Chả công lúc nào cũng rơi ra vài xu còn tự ý xóa nợ. Giúp lắm kẻ ăn mày. Nếu kẻ hết chắc tới sáng. Bà lùa sợ hãi nuốt nước bọt không dám thanh minh. Mà biết giải thích gì đây khi từng tội trạng chồng liệt kê ra đâu có sai. Bà ngồi bật dậy chắp tay khóc lóc xin tha thứ. Ông đập thở dài. <cười> <cười> Muốn chị sao đây? nghe ông nói vậy bà lụa biết chồng không trách và tự hỏi thêm mình biết hết sao vẫn im lặng nhà có kẻ đấm người xoa cũng hay nhưng phải biết chừng mực sợ dĩ bản thân nhắm mắt làm ngơ là vì ông thấy lắm bà vợ của mấy tay phú hộ cường hào khác ăn tiêu phung phí nói đâu xa xôi như con em dâu của ông đó thôi cô ta quần là áo lượt ra tận tỉnh học nhảy đầm học làm bà tây vùng tiền không chút đắn đo Bị chồng cấm túc thì ả à không lên tỉnh nữa Cũng chịu khó ở nhà Nhưng lại ngồi lê lết các điểm tổ tôm Sái viện tìm niềm vui Bởi vậy khi biết vợ tiêu giam đồng bạc cho người làm Ông già Mắt nhắm mắt mở bỏ qua Và lại bà lụa đối xử với người làm thưởng phạt phân minh Không phải ai nghèo khổ bà cũng cho cái ăn cái mặc Thay vào đó bà thường tạo công ăn việc làm cho họ Người nào chân thật cẩn cổ chịu khó ắt được đối đãi tốt và ngược lại Sáng sớm tinh mơ, hai vợ chồng ông lập sửa soạn xong xuôi liền gọi thằng Vậu tài xế đánh xe ra cổng. Ông xách cái vali làm bộ cao có mắng vợ. Tôi nói trăm lần rồi, trên tỉnh thứ gì chả có chỉ sợ không có tiền thôi. Hả à, cớ chỉ mang đồ lính kính thêm nhọc thân. Tôi bỏ mấy cuốn sách mà hồi ở nhà thằng Khôi vẫn hay đọc, nên sách hơi nặng tay chút xíu. Thằng Vậu chạy vội lại tính đón lấy cái vali, Lập tức ông Lập quát lớn Mày lo việc mày đi Cứ mặc cho bà chủ mày tự sách lấy Để biết nặng cỡ nào Người gì đâu lý lợm Thằng Vậu tùm tìm cười Bởi nó thấy rõ ràng Ông chủ đang sách đồ Nào phải bà chủ Nhận ra sự mâu thuẫn giữa lời nói Và hành động của bản thân Ông Lập đỏ bừng mặt vì thẹn Từ đầu vào vai chồng Bà thầm khen ông thông minh biết đảo trước đón sau cẩn trọng trăm đường. Quá trưa thì xe đỗ trước ngôi nhà ngói có hàng dâm bụt kéo dài từ sân đến ngõ. Thì thoảng tiếng chim cô gái cất lên từng hồi, tạo một không gian yên bình. Bà lụa thốt lên. Đẹp quá, êm ả quá. Ông Lập bảo. Mình vào thăm con trước, tôi đi đằng này lát quay lại. Chiếc xe rời đi, bà lụa bước vào sân chưa kịp cất tiếng chào hỏi đã thấy con trai bê chiếc chậu nhỏ bên trong có bộ đồ chân ướt nhẹp quần ống săn ống thả bà chạy tới ôm con khóc sướt mướt cha không muốn người làm cho con hay sao mà bản thân phải đụng tay chân tới mấy việc này khôi cười nói có mẹ nhưng tại bản thân muốn làm chút việc gì đấy cho vui tay vui chân thôi sợ con trai giấu giếm mình điều chi bà bắt khôi dẫn đi xem từ nơi ăn trốn ngủ đến chỗ học hành khi chứng thực được lời con nói bà mới yên lòng đốt sấp giấy bạc nhét vô túi áo con trai bà thủ thị muốn ăn muốn tiêu gì cứ việc thiếu thì đánh điện về quê cha mẹ sẽ gửi lên cho con dạo trước cha cho mà con có biết tiêu vào việc gì đâu vì từ tập vợ hai miếng ăn nhà thầy thông ký đều lo chu toàn, chẳng thiếu thứ chi mẹ ạ. Nghe con nhắc đến chủ nhà bà sực nhớ ra. Ôi chết chưa, nãy giờ mãi nói chuyện là mẹ quên khuấy việc chào hỏi chủ nhà. Vợ chồng thầy đi làm tận chiều tối mới về mẹ ạ. Thế là hai mẹ con quấn lấy nhau nói chuyện mãi không ngừng. Khôi kể lối ăn nếp sống trốn phố thị, việc học hành, việc quen được nhiều bạn mới cho mẹ nghe. Còn bà lụa thì kể chuyện dưới quê Nào là con mắm hở tí là rơm rớm nước mắt Bà nếp sợ phát ốm vì lỡ tay làm vỡ cái ấm trẻ yêu thích của ông Lập Và cả tá câu chuyện làng việc xóm Câu chuyện cứ vậy kéo dài mãi cho đến khi bóng chiều tà đổ xuống Vợ chồng thầy thông ký phúc đi làm về Thấy nhà có khách vội sai người làm cơm thiết đãi Đôi bên cơm nước xong ngồi nói chuyện tận đêm muộn Vẫn chẳng thấy bóng dáng ông Lập đâu Nhìn bà lụa có vẻ sốt ruột lo lắng Hai vợ chồng thầy Phúc an ủi à, Chắc ông nhà chưa xử lý xong công chuyện Giờ trời cũng đã về khuya Hay à, bà ngủ tạm lại đây một hôm Đợi sáng mai tính tiếp Dạ biết ông nhà đi đâu thì tôi sẽ cho người đi kiếm dùm Đằng này như mỏ kim đáy bể ấy chết nè, tôi à, nào dám làm phiền hai vợ chồng thầy Khôi vội cất tiếng góp lời Vợ chồng thầy nói phải mẹ ạ mãi mới lúc mặt trời lên cao thì mới thấy ông lập đến đón mình. Ông nom gương mặt nhợt nhạt uể oải của vợ liền nói: "Thơ cờ đợi tôi hả? Việc xảy ra ngoài dự tính nên tôi trở tay không kịp, đành phải theo sắp xếp của người ta thành thử không chủ động được thời gian. Tôi hiểu miễn công việc mình thuận lợi." Nghe vợ nói, ông lập có chút bối rối, dường như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Họ tạm biệt đứa con trai và gia đình thầy phúc rồi trở về quê nhà. Về quê được một thời gian ngắn, bỗng bà lụa thấy trong người khó chịu, bụng dạ nôn nao, cứ buồn ói. Ông Lập nghĩ vợ ốm vội sai con mắm chạy đi kiếm thầy lang về xem bệnh. Nó lẹt vẹt cặp chân trần, lao khỏi nhà như bay. Lát sau, đã thấy dắt thầy lang về trước sân. Thầy nhìn sắc mặt bà lụa rồi bắt mạch. Chợt ông mỉm cười báo tin bái có bầu, khiến ông Lập vui sướng mọi người trong nhà cũng vỗ tay hò hét chung vui. Ông lập tức tốc sai thằng Vậu ra tỉnh đón khôi về nhà, đồng thời bảo đám nô bộc giết lợn mổ gà, mở tiệc ăn mừng. Nghe vậy bà lụa bèn ngăn cản. Dầm dạng làm chi cho tốn kém lại mệt thân. Tôi mình mẩy đã không khỏe, giờ bày vẽ tiệc tùng náo nhiệt, bộ ông muốn tôi mệt thêm hay sao? Ờ, thế thôi vậy, nghe theo lời mình cả, Tuy không mở tiệc tùng nhưng bà lụa vẫn bảo bà nếp thịt vài con vịt nấu cho mọi người trong nhà cùng ăn. Ai nấy đều khoái chí cười không ngậm được mồm. Tới bữa cơm bà nếp cất tiếng. Mấy chục năm làm phận tôi mỏi nhưng chưa bao giờ thấy chủ nhân nào đối đãi với kẻ hạ nhân tốt như cái nhà này. Mà miếu máu kể lệ. Nhờ có bà chủ nên anh em tụi tôi mới sống tới ngày hôm nay, còn được cơm no áo lành. Chúng tôi đội ơn bà dữ lắm, bởi vậy xin làm trâu làm ngựa, nguyện theo chân bà chủ suốt đời. Những người khác nhau nhau đồng tình, rồi thi nhau kể những việc tốt của bà đã làm. Bà lụa đứng phía sau nghe hết chẳng bỏ sót từ nào, liền mỉm cười hắng giọng nói. Chớ quên, tôi lấy tiền ai để giúp đỡ mọi người đấy nhé. Kẻ già đánh làng sang vấn đề khác, người gái đầu gái tai, cười khúc khích. Không khí đang vui nhộn đột nhiên trở nên im lắng khi thấy hai chiếc ô tô trắng muốt đậu ngoài cổng, bóc còi inh ỏi. Bước lên nhà trên, bà lụa lấy làm lạ vì thấy chồng mình đích thân ra mở cổng. Đoàn khách có tới 5 sáu người đàn ông và một ả à đàn bà tuổi tầm 25-26. Họ vô nhà làm khách mà ngỡ là chủ nhân. Ả à đàn bà kia thấy bà lụa liền liếc xéo một cái rồi đặt tay lên bụng mình xoa xoa. Vốn dĩ chả muốn bận tâm Nhưng câu chuyện giữa chồng và toán khách lạ Làm bà không thể không bận tâm Còn dấu kèm công văn Tôi mang hết thầy đến đây rồi Đợi đầu tháng sau mời ông lên huyện nhậm chức Ông lập chắp tay trước ngực cười hì hì Nòm bộ dạng luồn cuối lúc này Y đúc thẳng vậu Dạ trăm lần ngàn lần đội ơn quan lớn ạ à. Còn một chuyện nữa Mong ông Phú Hộ lập chớ quên là đúng 16 tháng này phải rước cái lại con gái út của tôi về ngôi nhà này bởi nó đã có chữa với ông đúng ra tôi bắt ông phải thôi vợ hoặc đưa cái lại lên làm cả nhưng xét thấy con gái tôi dành tình cảm sâu đậm cho ông mà chẳng màng phận thứ nên bỏ qua nói rồi họ kéo nhau rời đi vẫn bộ dạng khúm núm đó ông lập sánh vai bên ả à đàn bà kia tiến nhau ra tận cổng Ông còn bệnh đến vẫy tay ngó theo một lúc mới trở vào. Từng lời họ thốt ra như xét đánh ngang tay mình. Thấy bụng đau dâm dị, bà choáng váng ráng vịn tường, lần vào buồn nằm khóc nước nở. Bà đã chuẩn bị tâm lý này từ lúc nhận lời lấy ông. Bản thân cũng nghe rất nhiều chuyện đàn ông có mới nới cũ, thậm chí bị ruồng rẫy. Mọi suy nghĩ chấp nhận chung chồng trước đó giờ tiêu tan hết. Bà buồn, bà giận ông nói đúng hơn bà đang ghen bà không muốn chia sẻ những hành động âu yếm cưng chiều lời đường mật hay cơ thể ngấn mỡ của chồng cho ai bà chỉ muốn chiếm làm của riêng thôi ông lập nhìn vợ khóc lóc buồn bã thì chỉ im lặng ngồi cuối góc giường đợi vợ bình tĩnh trở lại bản thân lên gắng giải thích Tôi từng thấy cảnh cha mình đau đầu suy tư hàng đêm dài vì chuyện mẹ và dì hai, dì ba, dì tư. Họ suốt ngày cãi nhau óm tói dù sự việc chả lấy gì làm to tác. Cho nên tôi quyết không nằm thế bảy thiếp. Lần này cực chẳng đã bị ép vô thế hiểm nên tôi mới lấy cổ lại chứ vui vẻ sung sướng gì đâu hả mình. Nếu tôi lấy thì tôi lấy gái 18 đôi 10 kia kìa. Chứ ả à, có kém mình mấy tuổi đâu. Bà lụa khóc to hơn. Ý ông bảo tôi già hả? Ông Lập bất lực tự vả vào, vào mồm mình than thở. Dỗ vợ ngồi giận đầu trả thay lại thêm dầu vào lửa. Bà lụa phì cười. Nhận cơ hội ông Lập ôm lấy vợ thủ thị. Mình hiểu dùm tôi nghe. Tất cả người làm đình mò nãy giờ, nghe ngóng động tĩnh. Họ thương bà lụa, sợ bà gặp phải bất công bởi nhìn bộ dạng người vợ thứ của ông chủ thì họ biết à không phải dạng vừa. Quả đúng thế, lại là một ả à đàn bà lẳng lơ, lại cậy cha làm quan to nên xem trời bằng vung. À được cưới gả hai lần, nhưng cuộc nhân duyên nào cũng chỉ kéo dài vài năm thì nổi sóng gió rồi tan vỡ, mà nguyên do đều tại ả. À. Lần đầu lại ngủ với thằng đầy tớ của nhà chồng nên bị bắt quả tang. Thế là à bị trả về trong ê chề Tưởng vậy thì chừa ai rẻ ngựa quen đường cũ Lần này ả à không dòm ngó tới bọn đầy tớ Mà để ý tới ông anh rể Mèo nào chê cá rán Gã này bản tính vốn trăng hoa Thấy vậy liền bỏ qua mọi quy phép Để tặng tự với ả à. Khi chán ngán Gã hở hứng ngó lơ Lại giận dữ tìm gặp trách móc Cuộc nói chuyện giữa hai người vô tình Lọt vào tay vợ gã Tức chỉ chồng của lại Vậy là lại nếm một trận đòn nhớ đời Cô đi nhà thương nằm cả tháng trời để điều trị Cha lại tuy làm quan to Nhưng mặt mũi đâu mà đứng ra bênh vực bảo vệ con gái Đành im lặng cho qua Gần hai năm trời Mỗi lần ngồi với các quan hay với mấy tay có quyền thế thấp hơn mình Cha lại liền khơi gợi chuyện muốn gả lại Kèm nhiều quyền lợi đi theo Nhưng ai nấy đều làm ngơ Giờ ông lập xa chân vào Thì đời nào cha con lại buông tay Kể ra ông Lập cũng đâu mất gì Được lợi lớn là đằng khác Vừa có vợ vừa có chức Mà chẳng tốn các bạc nào Sau này bản thân làm gì Cũng có cha vợ chống lưng cho Đúng hẹn Ông Lập mở tiệc rượu tưng bừng Lễ giấc vợ lẽ to gấp mấy lần lễ cưới vợ cả Tiếng nhạc tiếng pháo nổ chát chúa Quan khách cười nói chúc tụng nhau sang sảng. May là bà lùa đã xin phép chồng qua nhà ngoại vài hôm nếu không thì chẳng nhức đầu điếc tai cũng tức hộc máu. Mấy anh chị em thay nhau an à ủi bà lụa. Bà mỉm cười chua xót. Khôi nhận được tin cha lấy thêm vợ, lập tức xin nghỉ học đôi bữa để về quê thăm nhà. Còn mắm cho cậu hay, bà chủ ở bên ngoài. Thế là Khôi vội vàng tìm mẹ. Nhìn mẹ bầu bì da rẻ xanh sao, lòng Khôi thương mẹ vô cùng. Có con trai và người thân bên cạnh lúc này nên bà lụa cũng khôi khỏa phần nào. Bên nhà ông Lập tiệc tùng kết thúc, lại đánh đập quát mắng bọn người làm thậm tệ. À bắt làm việc không hở tay chân, chẳng cần biết lý do. Chỉ cần thấy người nào đứng nghỉ vài giây là xác định nhận roi vọt. Có vài hôm thôi mà căn nhà náo loạn cả lên. Thường ngày yên ắng vui vẻ quen rồi. Giờ lúc nào cũng rộn ràng huyên náo, làm bản thân chịu không nổi ông lập liền bảo thằng vẫu đánh xe chở mình sang bên nhà anh vợ đón bà cả về lần đầu tiên cả ba người ngồi chung mâm cơm ả à lại muốn thị uy át vía bà cả bèn sai con mắm đứng quạt cho mình ăn cơm ông lập liếc thấy bà lụa im lặng nên tiếp tục ăn ả à lại chưa hài lòng liền hát luôn chén nước chấm rau luộc vào mặt nó nó la lên một tiếng vì cặp mắt cay xè Đồ ăn hại, mày quạt thế mắt mẹ gì đâu, nóng vã mồ hôi bố ai ăn được. Bà lùa thương con mắm, tùy giận bầm gan xong vẫn tỏ bình tĩnh gọi to. Bà nếp đâu, lên đưa con mắm lùi sau rửa mặt thay đồ. Nói rồi bà ngó sang chồng thấy ông đã cát đũa lên bát thì vỗ mạnh tay xuống bàn, hất tung mâm cơm ra sân rồi chỉ tay vô mặt ả à lại nói. Họ không gầm, chó tưởng đường xanh vô chủ đây mà mọi chuyện trong cái nhà này do tôi quán xuyến hết mong cô đừng nhúng tay vào dãy nhà chính này ấy là của tôi và chồng còn cô ấy hãy dọn hết đồ sang ở dãy nhà ngang bữa cơm cũng tách ra nếu cô muốn bản thân được hầu hạ thì sai nô bọc của mình ấy cấm đụng đến người của tôi dứt lời bà khó nhọc ị ạch xuống bếp xem tình hình của con mắm lại giận tím người răng nghiến chặt ông lập thoáng hoảng hồn bởi lần đầu tiên chứng kiến cảnh bà lụa manh động thế ông cười thầm rồi bước tới bên cạnh vợ hai an ủi bà nóng giận quá cơ có chữa mà tính khí nóng là không tốt cho con mình đâu đẻ ra mặt nó nhăn nhó lắm đấy thôi việc nhà cửa sơ giờ bà cả cai quản quen rồi bà cứ mặc kệ đi việc của bà là lo nghỉ dưỡng tốt còn chuyện nô bọc thì bên cạnh bà cảm thấy thiếu người cứ việc kiếm thêm nếu chuyện này lọt vào thời điểm trước kia lại sẽ bật lại ngay quyết hơn thua tới cùng chứ không bao giờ im lặng nhượng bộ chịu ấm ức thế này tại trước lúc rời nhà đi cha à đã hăm dọa và dặn phải sống bình lặng chớ tạo sóng gió cương được thì cương còn không phải nhu nếu lần này ả à bị đuổi về nữa cho dù đó là lý do gì thì ông cũng sẽ cấm ả à bước chân vô cổng và thẳng thừng từ mặt sức khỏe vốn không được tốt cộng thêm chuyện bực mình trong bữa cơm khiến bụng bà lụa đau âm ỉ rồi xuất huyết nhẹ còn mắm thấy quần chủ dính máu thì hốt hoảng kéo tay bà nếp tới xem bà nếp tái mặt dục con mắm chạy đi kêu thầy lang gấp thằng bờm nghe loáng thoáng nhưng cũng đoán được chuyện hệ trọng liền ba chân bốn cẳng chạy ra đồng kiếm ông chủ kết quả là bà lụa bị động thai theo lời căn dặn của thầy lang bà tuyệt đối phải nghỉ dưỡng trên giường tránh vận động và phải uống thuốc mình kê từ giờ tới lúc sinh. À lại nghe thế hí hưởng lắm, à rời nhà đi dạo, mặc kệ mọi người đang nhốn nháo lo lắng. Vừa ló đầu khỏi cổng, đi được chục bước chân thì chợt bị một người đàn bà tóc tai rối bời, áo quần rách tả tơi đụng chúng. À vội thụt lùi lại, phủi khắp mình mày. Sau mấy giây à định thần lại, liền túm tóc, tát ngang tát dọc. Người đàn bà khốn khổ nói không ra hơi Nên đứng im mặc ả à đánh đập Hạ giận lại buông tay ra Lúc này bản thân mới để ý thấy cô gái này còn khá trẻ Đường nét trên khuôn mặt cũng ưa nhìn Bèn hỏi Mày là ai? Gốc cát thế nào? Có muốn hầu tao không? Mổ máu mồm móng mũi chảo ra tùm lum Người kia vén tà áo vá chẳng chịt lau sơ qua theo thảo đáp. Thưa bà, con tên thơ, quê nhà bị lũ cuốn, giờ chẳng còn ai và cũng chẳng còn gì, nên đi lang thang khắp trốn kiếm ăn. Được bà cho theo hầu hạ là phúc phận nhà con, nên nào dám chối từ. Cứ thế lại đi đằng trước, thơ lủi thổi bám gót, từ đó cô trở thành nô bộc của à. Qua mấy hôm tiếp xúc để ý cách làm việc của thơ, à cảm thấy khá hài lòng vì thơ chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận lại khéo ăn nói. Chợp mắt đã tới ngày ông Lập lên huyện nhậm chức, ông muốn đưa hai bà vợ đi cùng. Nhưng vì vợ cả phải ở nhà dưỡng thai nên chỉ dắt mỗi bà hai theo. Trong lúc hai vợ chồng ông bà chủ vào trong làm lễ, thì thơ ngồi ngoài hành lang phủ chờ đợi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mũi đốt tứ tung mình mẩy mới tỉnh dậy. Ngõ trời đã nhá nhem tối lại thấy thằng vậu ngồi lù lù bên cạnh chăm chú nhìn mình, khiến thơ giật thót tim. Anh làm gì nhìn tôi ghê vậy? Xem thử có con mũi nào hôn lên gương mặt dễ thương của người đẹp không ấy mà. Thực ra trong lòng vậu vốn thầm thích thơ nhưng chưa dám thổ lộ. Còn thơ, mỗi lần nhìn thấy anh ta là lòng căm ghét vô cùng. Cô định cất tiếng mắng anh ta mấy câu, liền im bặt vội cúi đầu núp sau người vậu thơ đun lên từng hồi vì sợ hãi tột độ bởi bản thân thấy bà hai khoác tay cười nói vui vẻ bên kẻ thù của mình bầu lấy làm lạ hỏi thơ tại sao thấy cha của bà hai xuất hiện đột nhiên cô có thái độ kỳ vậy phải chăng cô nợ lần gì được chạy trốn thơ ngẩn người tay ủ lên miệng lý nhí là cha sao ờ ừ. Người thân sinh đấy chứ không cha nuôi cha nấng đâu nha Còn làm quan lớn là tỉnh cơ Mà cô vẫn chưa trả lời tôi đó Tại tôi không muốn tiếp xúc Tránh được thì tốt vì sợ bản thân lỡ nói hay làm sai điều chi Rồi nhận đòn roi thêm khổ thân Ngồi trên xe trở về nhà Ngắm cảnh Bà lại tựa đầu lên vai ông lập ngủ ngon lành Mà lòng thơ có chút tức giận Bản thân nhớ đến khoảng thời gian 3 năm về trước Thời điểm đó cô mới tròn 15 Quê nhà không may xảy ra lũ lụt Vì lũ bất ngờ tràn về xóm làng giữa đêm khuya Nên mọi người trở tay không kịp Bao nhiêu nhà cửa, ruộng vườn, gia súc Thậm chí cả con người Đều bị dòng nước nhấn chìm, cuốn trôi Buồn thay, trong đó có gia đình thơ Tỉnh dậy thấy mình nằm trên mỏm đá cao Nước lũ bao quanh Cô gào khóc gọi người thân đến lạc giọng nhưng vô vọng Nước rút Lần mò tìm về nhà Tiếc thay trước mắt thơ chỉ còn nền đất trống Chị Mỹ nhà hàng xóm cũng bị nước lũ cuốn mất chồng con Vốn dĩ hai nhà là hàng xóm thân cận Nay trùng nỗi đau Họ phụ giúp nhau cùng đào sới tìm kiếm xác người thân Qua một thời gian Mà cố gắng chỉ dừng ở điểm xuất phát Mà chẳng chút khởi sắc Họ buông xuôi chấp nhận mất xác người khuất. Xong, vì có nhà trong xóm tìm thấy người thân bị trôi giạt về làng khác, may mắn sao được cứu vớt kịp thời nên sống sót trở về. Thế là, họ cùng nhau ôm chút hy vọng mong manh, rời làng đi kiếm người thân. Họ hỏi dò tin tức, hãy nghe ai bảo vùng nào có người vớt được xác chết trôi, liền tức tốc đến đấy. Họ đi mãi đi đến sức cùng lực kiệt thơ bản với chị mỹ nên quay về quê hương để ổn định lại cuộc sống rồi sau này tính tiếp khổ nỗi túi nhẵn tiền đường xá quay về thì xa xôi họ đành nán lại đất khách xin việc làm để kiếm tiền về quê thấy trời đã xế chiều hai chị em ngó quanh chẳng biết nghỉ chân qua đêm ở đâu bụng dạ thì cứ réo rắt liên hồi đột nhiên Mắt họ sáng lên khi thấy cái miếu phía trước có nải chuối và con gà luộc ngồi trên đĩa sôi gấc to tướng. Họ nháy mắt, mỉm cười nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, cứ thế lao đến mục tiêu. Chập tay vái mấy cái, mị bưng nải chuối tính bẻ ăn liền, bị thơ ngăn lại. Ánh mắt tinh nghịch liếc sang đĩa sôi gà bảo. Trước sau gì mình cũng xin các ngài trong miếu miếng ăn, thì nên chọn thứ gì ngon ngon xíu. Mỹ chưa kịp đáp Thở đã nhanh tay bề lấy dễ sôi gà Rồi xe cái đùi đưa cho Hai chị em đánh chén no nê Ăn uống xong xuôi họ Vòng qua gốc bồ đề sát miếu Tính ngả lưng qua đêm Vừa ngồi xuống gốc cây Họ nghe tiếng người lao sao từ xa tiến lại phía mình Dạ bẩm quan Là con trải chiếu hạ cỗ Mời ngài sơi luôn tiện soạn Bản đèn cho ngài thư giãn đầu óc ạ à còn đảm bảo chỗ này sẽ không ai phát hiện ra đâu tao hút thuốc viện sợ đếch đứa nào mà phải giấu giếm. chẳng qua tao chuẩn bị ra tranh cử muốn leo cao hơn nên mới cần che mắt thiên hạ nhất là che mắt cái bọn đối đầu thôi đợi tao thằng quan tiến trước rồi tao bày bàn đèn hút tại nhà xem bố con thằng nào dám trỏ mỏ vô đứa nào nói tao cho người bẻ hết răng dạ bẩm quan nói chí phải thằng mõ đâu mõ cha ông mày ở đâu hả mõ thằng mõ nghe tiếng quát của lão phú hộ kiệm vội choàng tỉnh giấc nó nhảy tót trên cây bồ đề xuống lắp bắp ông gọi con hả lão kiệm giận quá không nói nên lời lão tát đùng đốt vô mặt thằng mõ rồi chỉ tay xuống đống xương bị nhai bét nút sạch tủy mắt trợn ngược lên nghiến răng nghiến lợi thở phì phì xịt cả nước mũi mõ nhìn lên bàn thờ ở miếu chẳng thấy bóng dáng con gà và dĩa sôi gốc đâu nó gãi đầu rối rít chắp tay toàn van xin giải thích đột nhiên mõ thấy hai chị em mị ngủ dưới gốc cây thì lao ngay tới lôi họ đến trước mặt quan và lão kiệm miệng lẩm bẩm nãy ngồi trên cây sao chả thấy bọn này nhỉ Chắc nó ngồi bên kia còn mình ngồi trên ngọn Nhưng ở ngoái đầu ngược hướng trăng Thấy hai người con gái Một mang dáng vẻ non nớt như nụ hoa Đang trúng chím e lệ nở trên cành Người còn lại thì duyên dáng mặn mà Ông quan kia vội thì thầm vào tay lão kiệm Gã kiệm cười cười Xoa hai lòng bàn tay vào nhau gật đầu lê lịa Ông quan đó chính là lão chứ Cha lại Mị bà Thơ bị bắt giải tới một cánh đồng vắng. Họ bị lão chứa hành hạ dày vò suốt đêm, cho đến khi lão mệt, thở hồng học như chó phải bà thì mới rời đi. Lão phất tay ra hiệu thưởng cho đám thuộc hạ. May sao mấy người này còn chút lương tâm, họ chẳng làm nhục hai chị em còn nới lòng dây chói. Thằng mõ lại khác, nó thấy vậy tức tốc báo ngay cho lão kiệm. Thế là hai chị em cùng đám người kia bị lão chứa, và lão kiệm đánh không thương tiếc khi thấy ánh lửa lập lòe phát sáng trong màn đêm lão kiệm khẽ cất tiếng bẩm quan mình về phủ nghỉ ngơi thôi chứ lát bọn dân đen kia đi soi ếch đánh dậm đi ngang đây thấy cảnh này thì không hay đâu ạ à. chớ để hai con khốn này vấy bẩn thân uh, danh cao quý của ngài dứt lời cả bọn kéo nhau rời đi bỏ mặc hai chị em nằm bất tỉnh ở đấy Mấy bác nông dân đi qua Thấy hai chị em mình mẩy chẳng chịt vết đòn roi đang rỉ máu Liền đưa họ về nhà giã lá thuốc đắp cho Hôm sau khi sức khỏe hồi phục đôi chút vì không muốn gây phiền hà Nên hai chị em cảm tạ và rời đi Cứ thế họ mang tấm thân bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần Lê lết tìm đường về quê Bà hôm sau vết thương của Mỹ bị mưng mù nhiễm trùng cơ thể nóng như lửa đốt. Thở níu chân mấy người qua đường xin giúp đỡ, nhưng đổi lại chỉ là sợ thở ơ. Bởi người ăn xin, kẻ khốn khó đầy đường, đầy ngõ. Thân còn lo chưa xong lấy gì giúp người dưng. Còn người giàu, họ đâu dư hơi mà để ý đếm xỉa đến, lỡ ngớ chỉ nhận thêm đòn roi. Tiếng còi xe cất lên làm thơ giật mình quay về hiện tại. Thấy bẩm ngáp ngắn ngáp dài chạy ra mở cửa, Cô vội vàng mở cửa xe bước xuống bảo Anh bẩm bất vả quá Hơn 2 giờ sáng Cái thời điểm ngủ ngon giấc nhất lại bắt anh thức giấc bẩm không đáp Nó cứ ngáp say sưa Ngáp ngoác cả mồm Ngáp đến mức nước mắt chảy tràn khóe Vậu thấy thơ thi thoảng Cứ đánh mắt ngó bẩm e thẹn Nên bực mình lắm Nó trẻ môi nói Ít nhất thằng đó cũng ngủ được mấy canh giờ còn tôi đây có chợp mắt được tẹo nào đâu. Lại hắng giọng một cái, cả ba đứa lập tức tản ra ai về vị trí nấy. Nằm chằn chọc lắng tai nghe tiếng dế rên rỉ ở ngóc ngách nào đó. Bất giác thờ bật khóc vào đầu vật vã. Mọi sự tức giận không thể nào kìm nén thêm nữa. Thờ nhỏm dậy nghiến răng với lấy con dao rồi lẹn đến phòng bà hai. Đợi cha ăn mặn đợi con khát nước. Đúng, Mày phải trả món nợ này thay cha mày Do đi cả ngày khiến thân thể mệt mỏi Nên lại ngủ say Thơ đứng cạnh giường nhìn chằm chằm à Nước mắt uất hận trào ra như suối Hai tay nắm chặt con dao rồi đưa lên cao Định cắm phập Đính tim à Giây phút cuối Thơ đun tay lững thững quay về phòng Vì nghĩ đến đứa nhỏ nằm trong bụng Ném con dao xuống đất Thơ ngồi bó gối khóc nước nở bà chủ cho mình cơm no áo lành còn bà ấy cũng không hại mình tại sao mình có thể nghĩ tới chuyện khủng khiếp vậy oan có đầu nợ có chủ nhất định mình sẽ tìm cơ hội giết lão chứ để báo thù rửa hận cô cho bản thân làm thế là phải nên vội lau nước mắt đi ngủ sáng hôm sau tỏ vẻ bình thường như mọi ngày thời gian sau ông lập suốt ngày lên huyện lắm lúc trả về nhà ông từng chê trách khinh rẻ đứa em dâu về cái thói ăn chơi học đòi bắt trước lối sống của bọn phương tây mắt xanh mũi lõ nhưng nay bản thân lại xa ngã vào ông bận đồ tây mặc giày da bỏ áo dài khăn đóng quốc mộc ông thường lui tới các buổi xã hội khiêu vũ và các ổ hút thuốc viện. tại ở đấy toàn có mặt những người có địa vị cao lý do lúc đầu là muốn tiếp cận làm thân với họ ngờ đâu dần dà ông đâm ra nghiện mọi người trong nhà không ai hay biết gì họ cho rằng tại chức cao nên công việc nhiều thành thử ông lập mới vắng nhà thường xuyên trừ lại ả à biết hết tất cả những việc làm các địa điểm mà chồng thường xuyên lui tới bởi chính cha ả à dắt đường chỉ lối cho chồng mình ngoài ra à còn thu thập thông tin từ thằng vẫu hắn không muốn về phe bà cả hay bà hai đâu nhưng vì bà hai hứa giúp hắn đến được với thơ nên bản thân chấp nhận làm theo yêu cầu của bà hai. Một hôm, đang ngồi bên cửa sổ ngắm trời mây, vuốt vẻ cái bụng bầu sắp tới ngày sinh nở. Lại thấy đám người làm kẻ ở trong nhà tất bật ra vào ở gian nhà chính. Bọn họ làm việc rất chăm chỉ, không chút lười biếng. Lại bỗng lo lắng, suy nghĩ mông lung rồi chợt thốt ra tiếng. Còn mẹ lụa kia chả thèm lộ diện quát tháo mà bọn đầy tớ răm rắp nghe lời ắt hẳn rất cảnh nghiệp thâm độc. Thở đứng lau dọn gần đấy cũng lấy làm lạ. Tại từ lúc bước chân vào nhà này đến giờ, cô chưa một lần thấy rõ mặt bà cả. Hiếm hỏi lắm mới trông thấy dáng vẻ từ phía sau. Nghe lời bà hai nói rằng, bà cả từng hăm dọa nếu người của dãy nhà ngang đến gian nhà chính mà chưa có sự cho phép của bà cả, thì bà ấy sẽ lột ra tùng sẹo kẻ đó cho nên thơ hãi lắm dù chả rõ thực hư. Vậu cười khì khì bước tới dặm mắm dặm muối vào vấn đề. Bà cả động thai nằm mết trên giường thì trong nhà này mới không phải chứng kiến cảnh máu đổ. Chứ ở trước đó chuyện máu chảy thành sông xảy ra như cơm bữa. Ngồi trên xe hễ thấy ai cản đường liền bảo cắn chết nữa kìa. Lời vào nói xét theo góc nhìn của hắn thì cũng không có sai. Chỉ là nó nhân hóa sự thật lên khiếp quá. Như chuyện vẫu thấy người làm đổ máu Buổi đó con chó lai của ông lập sổng xích liền lao vào bầy ra cầm rượt đuổi Nó vỗ chúng con nào lập tức cắn con đó chết tươi Mồm hoạm chặt con mồi Rằng xé khiến máu văng tứ tung Bà lụa chi hô năm bảy người làm Vác gậy bao vây đánh đập nó mới xích lại được Nhưng số gia cầm chết cùng Cũng cần cả chục con Xong xuôi mặt mũi hình hài ai nấy đều dính máu tùm luôn. Khi vẩu theo chân ông Lập từ ngoài về nhà, thì chỉ nhìn thấy hậu quả chứ chẳng rõ nguyên nhân. Cộng thêm sự uể oải của mọi người và nét mặt giận dữ của bà cả, cho nên hắn khăng khăng, tin vào những gì mắt thấy, kèm sự phán đoán của đầu óc mà chả thèm tìm hiểu. Nghe vẩu nói xong, lại nhìn xuống bụng bầu, vẻ mặt cầu dĩ thầm nghĩ. Chồng suốt ngày vắng nhà mải mê đàn đúm, Về nhà cũng chỉ biết ra đình làng cất giọng dương oai Nhằm thị uy với các chức sắc Lý trưởng rồi che chén bí tỉ Xong lại đúc đầu vô buồn ngủ ly bì Không để ý chuyện nhà cửa Bà cả thì tàn ác lòng dạ khó lường Không biết mày đây hai mẹ con phải sống sao Nghĩ vậy lại đâm ra lo sợ cho tương lai của con mình sau này À không chấp nhận bị chèn ép nên quyết định bày mưu tính kế hãm hại bà cả. Đầu tiên, à muốn loại bớt vây cánh, bèn lên la dò hỏi vẫu xem trong đám người làm kia ai là người thân cận chăm sóc bà cả. khi biết anh em thằng bầm và bà nếp là người thân cận, à bắt đầu tìm cơ hội thanh trừ. nói thì dễ nhưng làm được lại là một chuyện khó. bụng một ngày mỗi to, ngày sinh nở cận kề mà vẫn chưa có cơ hội tốt để ra tay lại chán nản đành gác lại tâm kế. À dỗ dành bản thân rằng thời gian còn dài, sau này lo gì thiếu cơ hội. Bỗng nhìn phía nhà chính huyền náo bất thường, lại sai con thơ đi nghe ngóng động tĩnh. Lát sau thơ bẩn thần trở về thông báo. Thưa bà hai, bên kia có người bị trâu hút, may sao không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng bị thương nặng lắm ạ. Kẻ nào bị? Thưa anh Bờm ạ, Nghe đầu đang cày ruộng thì con trâu đột nhiên dở trứng Là nó hút thằng đó chết luôn có phải hay không cơ chứ Nói rồi à cười ha hả Mà không chú ý đến vẻ mặt sốt ruột lẫn tức giận của thơ Không chỉ lại mà thằng vầu khi nghe tin ấy cũng hà hê Cười không ngậm được mồm Còn mắm thấy anh nằm sốt mê man Tay trái gãy sưng vồ Bụng bị sừng trâu Móc toạc cả ra thì khóc sướt mướt nó sợ anh trai có mệnh hệ gì nên ngồi lì ở bên giường bệnh chẳng thiết ăn uống và không rời nửa bước. Bà Lụa sai người mời thầy lang về chữa trị rồi căn dặn bà nếp nấu đồ tầm bổ cho Bẩm. Tuy phần là tôi tớ nhưng lòng bà thương anh em nó lắm. Mỗi lần thấy Bẩm, bà Lụa lại như trông thấy đứa em trai út đã mất của mình. Thầy lang lắc đầu bảo với bà Lụa cậu này phải mang đi nhà thương cho ngài đốc tờ khám khâu vá chữa trị mới nhanh khôi phục được còn mắm biết chỗ đó chỉ dành cho các gia đình hào môn phận dân đen như anh em nó dẫu có tiền cũng không đặt chân đến được nó liền níu chân bà lụa dập đầu cầu xin thảm thiết suy nghĩ giây lát bà lụa gật đầu đồng ý bà vội bước vô buồng lấy tạm bộ đồ gấm của chồng sau đó bảo mọi người thay vào cho bầm rồi đưa đến nhà thương trước lúc đi bà lụa trao cho mắm mấy tờ bạc giấy kèm phong thư để căn dặn mày đến đó thì cứ nói thằng bờm là em trai tao bởi trong thư tao cũng biên vậy để ở thêm phần chắc chắn tao còn đóng thêm cái ấn triện của ông mày vô nên cứ an tâm mắm dập đầu vái tạ rồi nhanh chóng cùng mọi người cáng anh trai rời đi lòng bất an Bản thân muốn biết tình trạng của bầm nên thơ bất chấp lời bà cả cảnh báo mà tiến lại gian dưới của dãy nhà chính nghe ngóng. Cũng nhờ thế nó mới có cơ hội hiểu được lòng dạ và nhìn rõ mặt bà cả. Anh em bầm đi hôm trước thì ngay sáng hôm sau bà lụa có dấu hiệu trở dạ. Bà nhanh chóng đánh điện báo tin cho chồng. Đến gần trưa thì lại cũng trở dạ. Cả nhà loạn cả lên. Chuyện cứ dồn dập kéo tới mà người thì ít đi xui nữa là kiếm bà đỡ không có để thuận tiện hai bà cùng lui căn nhà dưới nằm chờ sinh bà nếp có kinh nghiệm đỡ đẻ nhiều lần nên đảm nhiệm chuyện này tuy vậy nhưng vẫn lo lắng lắm vì nếu đỡ đẻ một người thì không sao đằng này hai người cùng một lúc nên bản thân sợ không kham nổi còn thơ lăng xăng chạy lo việc vặt như đun nước sôi chuẩn bị khăn áo chăm sóc hai bà Nói là nằm chung một gian nhưng hai phòng cũng cách nhau một khoảng nhỏ độ 3 mét. Bà lụa rên khẽ chán lấm tấm mồ hôi. Ngược lại, bà hai la oai oái như lợn bị chọc tiết, khiến ai đứng ngoài nghe thấy cũng kinh hồn bạt vía. Bà nếp thấy vậy nhỏ nhẹ vỗ về. Bà đừng hét lớn mà đuối sức, hãy cố gắng giữ hơi để lát đặn cho em bé nhanh chui ra ngoài nhé. Lại trời vô mặt bà nếp, người ta sinh con thứ quen đường quen lối tôi sinh con đầu lòng đau thấu trời mây làm sao mà chịu được mà bảo kìm nén bà nếp không nói thêm quay qua căn dặn thơ lau mồ hôi chăm sóc chủ nhân cẩn thận thấy dấu hiệu gì bất thường hãy gọi bà ấy tức thì nhìn tấm lưng hơi còng của bà nếp khuất sau tấm mảnh lại chợt lóe lên ý nghĩ đánh cháo nhằm bảo vệ con trai nghĩ là làm lại vẫy tay ra hiệu cho con thơ tiến lại gần rồi khẽ thì thầm vào tai đã sinh xong nếu có cơ hội hãy cháo hai đứa nhỏ nghe chưa nhớ cẩn thận chớ để ai phát hiện ra thở tái xanh mặt lắp bắp ôi ôi không không được đâu bà ơi lỡ bà cả sinh trước rồi lỡ trai gái khác nhau thì sao lỡ người ta không cho con bế đứa nhỏ mày tin tao cắt lưỡi mày ném cho chó ăn không hả ở đó mà lỡ hỏi Thơ im lặng bước sang phòng bà cả ngó vô. Thấy thơ, bà lụa cất tiếng hỏi. Mày là người làm của bà hai hả? Thưa bà, vâng ạ. Thế gắng chăm sóc chủ đáo xong việc bà có thưởng. Thơ quay ra, tay mình mê vạt áo tính nói điều chi thì trở thấy bà lụa dạng chân nhăn nhó. Đầu đứa trẻ nhú ra, nó vội la lớn. Bà nếp ơi, bà cả muốn đẻ, Tuy có chút lo lắng, song bà nếp vẫn phỉ cười bởi câu nói của thơ. Lát sau, bà cả thuận lợi sinh ra một cậu con trai bụ bẫm khấu khỉnh. Do cơ thể yếu sắn nên bà lụa chỉ mới nhìn thoáng mặt con đã dần lịm người, rơi vào hôn mê. Vừa lo xong cho bà cả, bà nếp chẳng kịp nghỉ ngơi lại chạy sang đỡ đẻ cho bà hai. May mắn sao bà hai cũng thuận lợi hạ sinh thêm một cậu quý tử mũm mỉm dễ thương. Bà nếp thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời Phật rồi giao cho thơ nhiệm vụ để mắt đến hai bà chủ và hai cậu nhỏ. Còn mình đi kiếm lá làm thuốc dâu sau sinh nở. Đây là bài thuốc hồi trước bản thân học được từ các bậc tiền bối và nó rất hữu hiệu. Dù mệt lạ nhưng bà lại ráng bế con, hôn hít khắp cơ thể non nớt, còn vương mùi máu thịt của mình rồi đánh mắt ra lệnh cho thơ. Thơ đun rẩy chẳng dám trái lời, đành ôm cậu ba đi sang gian phòng bà lụa. Khi thờ bước vào phòng, ánh mắt bà lụa mở ra yếu ớt. Thấy thờ bế con mình, bà cố gắng giơ tay về phía cậu bé. Một nụ cười yếu ớt trên môi. Thơ cảm thấy một nỗi đau xót sâu sắc khi nhìn thấy bà lụa trong tình trạng yếu ớt như vậy. Nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc đặt cậu bé vào tay bà. Trong khi đó bà nếp đang hối hả tìm kiếm lá thuốc và bà lại dù đã mệt mỏi vẫn kiên quyết giữ vững tâm trạng vui vẻ, cố gắng bù đắp cho những thiếu sót của mình bằng sự tận tâm chăm sóc con mới sinh. Tất cả những diễn biến này đang mở ra một chương mới đầy căng thẳng và mâu thuẫn trong gia đình. Bà nếp lật đặt bưng hai bát thuốc bước vô, thấy thờ tay bế cậu ba, tay vuốt ve cậu hai rưng rưng nước mắt liền hỏi: "Gì đấy?" Thở cuống quyết trả lời, Dạ con Con nghe cậu hai khóc quá trời Mà đặt cậu ba xuống giường cậu ấy cũng khóc Nên là bản thân bé luôn cậu ba sang đây ạ Bà nếp chẳng nghi ngờ chi Đưa bát nước thuốc bảo thơ mang về Nhanh chóng đút cho bà hai uống Mặc dù bà cả hôn mê Nhưng bà nếp vẫn cố gắng bón từng thìa thuốc Ông Lập về đến nhà Hai tin hai bà vợ sinh cho mình thêm hai cậu quý tử thì cười tít mắt. Ông đặt tên cho cậu hai là Thanh, còn tên cậu ba là Bình. Tận chiều muộn bà lụa tỉnh dậy, nhìn thấy chồng bế con âu yếm cưng nựng, lòng bà cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Khôi, con trai bà, cũng đã về đến nhà, làm cho gia đình tràn đầy niềm vui và sự quây quần. Bà lụa nhớ đến bà hai liền dục Khôi sang gian nhà ngang thăm gì và em trai vâng lời mẹ khôi bước đến lấy phép chào hỏi và thăm nom bà hai cùng em dù lòng không khỏi ghét bỏ lại vẫn gượng tỏ vẻ thân tình khôi nắm tay em trai bình đặt lên má mình chơi với cậu bé một lúc lâu trước khi rời đi lại bế bình trên tay ánh mắt vừa hiền dịu vừa đáng sợ ả à, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ bé của con rồi đột ngột nắm lấy bàn tay của thằng bé nhúng và bát thuốc bổ đang bốc khói bình khóc thét tiếng khóc như muốn xé toạc ruột gan nhưng lại chỉ thản nhiên cười ha hả vẻ mặt không chút xúc động trước sự đau đớn của con mình lại một lần nữa sự tàn nhẫn của lại được phơi bày rõ nét làm dấy lên sự lo lắng và bất bình trong lòng mọi người xung quanh bà nếp và các người hầu tuy không thể làm gì nhưng sự im lặng của họ cũng là một phần của sự đau khổ chung đồng thời cũng là một biểu hiện của sự bế tắc trước sự tàn ác không thể ngăn cản. Ngoan, ngoan nào, mẹ chỉ là đang rửa tay giúp con thôi. Thở ở sau hè nhà, nghe tiếng cậu ba khóc ngặt ngẽo liền chạy nhanh vô nhà. Thấy bàn tay cậu chủ đỏ ứng, thơ giành lấy đứa nhỏ vỗ về. Lại mỉm cười, bưng bắt thuốc đưa lên miệng uống cạn một hơi. Ổn ào quá, từ giờ mày bế sang phòng mày mà chăm, đừng để tao thấy nó người thấy mùi thuốc bắc trên bàn tay cậu chủ cô đã đoán ra được mọi chuyện bản thân chẳng hề ngờ rằng à đàn bà này lại có thể nhẫn tâm như vậy thằng nhỏ bị phỏng nặng da dạ ở bàn tay tím tái phồng rộm lên khiến nó đau đớn khóc đến lạc rộng thơ xót thương tính chạy đi mời thầy lang thì bị lại cản. ở đây tao vẫn là chủ mày chớ hỏng tự ý làm càn nhưng cậu Bình đang phỏng nặng Cần được đắp thuốc ngay Thấy còn ở cãi lời mình nhem nhẽm Lại điên tiết cầm cái bát nhắm thẳng mặt thơ ném mạnh May sao thơ tránh được Lại hậm hực Tao mới sinh nên còn yếu Nếu không mày biết tay tao Sao? Có chuyện gì hả? Tiếng ông Lập vang lên ngoài hành lang Khiến mặt mày lại xanh như tàu lá chuối Ông Lập bước vào thấy con trai khóc không thành tiếng kèm bàn tay phỏng rộp liền tức tốc sai thằng vậu đi kiếm thầy lang khi vết thương của cậu ba được xử lý xong ông lập chừng mắt quay sang cha hỏi thơ nguyên do lại sợ thơ nói ra tại mình nên khóc lóc bù lu bù loa cướp lời còn ở kia nó làm việc lơ đáng mới khiến con mình ra nông nỗi vậy thơ đứng hình chưa kịp phân minh đã bị đám người làm trong nhà bắt lấy kéo ra sân đánh đập dã man rồi nhốt vào nhà kho bỏ đói ba ngày Chứng kiến cảnh tượng ấy trong lòng lại cũng khiếp đảm vài phần. Bà nếp thấy vậy vội đem chuyện thơ kể với bà lùa. Tội nghiệp cậu ba ghê, vừa lọt lòng mẹ có ngày trời thôi đã bị phỏng nặng ở bàn tay trái, nghe đầu do con thơ bất cẩn. Trời đất ơi, chăm thằng nhỏ kiểu gì vậy? Bởi thế nên ông chủ nổi trận nôi đình, sai người đánh nó như tử rồi bỏ đói ba ngày ở nhà kho trước củi. Thế giờ thằng nhỏ ổn chưa? bẩm bà ổn rồi ạ. Chuyện đã rồi thôi, lát nữa mang cho nó củ khoai lót dạ. Thiệt tình, giận hết sức. Dứt lời bóng bà lụa say sầm mặt mày choáng váng đầu óc, bụng đau nhói bất thường. Rồi một cảm giác nóng ấm chạy dọc xuống chân, da mặt tái nhợt đi. Bà nếp tá hỏa vội chạy đi báo cho ông chủ. Lát sau thầy lang đến nhưng ông ấy đành lắc đầu bó tay. Bà cả bị băng huyết nặng quá, tôi e khó lòng qua khỏi ông lập đơn người mất mấy giây rồi sai thằng vẩu đánh xe chở bà lụa đi nhà thương khôi giàn giụa nước mắt nắm lấy tay mẹ 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 nhất định sẽ bình an bà lụa đưa tay lau nước mắt cho khôi nghẹn ngào nói mẹ ổn nhưng lỡ mẹ có mệnh hệ gì thì con là anh cả phải biết che chở đùm bọc các em bản thân ráng học hành đỗ đạt công danh để trở thành tấm gương sáng cho các em noi theo nghe chữa khôi gật đầu liên lịa bà lụa muốn nói rất nhiều điều nhưng hàng mi cứ nặng dần dường như đó đang muốn chống đối bà bản thân gắng mở mắt nhìn sang thanh rồi tìm kiếm hình bóng ông lập chưa kịp nhìn thấy chồng thì hai mí mắt đã khép lại thấy xe đậu ngoài sân ông lập vội bước vào bế vợ ra xe tiếc thay bà lụa đã tắt thở ông lập đau đớn gào khóc mình ơi thằng thanh nó còn nhỏ dại thằng khôi chưa kịp trưởng thành sao mình nỡ bỏ lại chúng bỏ tôi mà đi mình ơi ông ôm lấy thân xác không còn hơi ấm của vợ mà than khóc mãi khôi cũng nắm tay mẹ chẳng rời bà nếp và mọi người trong nhà đều mắt ngấn lệ buồn bã tiếc thương riêng lại khi ả à hay tin thì vui sướng tột độ bản thân nhọc lòng bảy trăm phương nghìn kế để chuẩn bị đối phó với bà lùa nay bà ấy tự ra đi khiến ả à đạt mục đích mà chẳng tốn chút sức cái gai trong mắt được nhổ bỏ cho nên vui mừng khôn xiết. đám tang bà lùa diễn ra rất long trọng người dân nghèo đến đưa tiễn nối đuôi nhau thành hàng dài họ tới vì tình cảm vì lòng biết ơn chứ không phải giống bọn chức sắc lý trưởng dẫn xác đến phúng điếu chỉ vì sợ uy quyền của ông Lập. Bà lụa mổ yên mà đẹp thì ông Lập cũng lăn xả vào bàn đèn. Ông muốn nhờ thuốc phiện đưa bản thân đến thế giới khoái lạc, nhằm giảm bớt nỗi đau trong lòng. Còn Khôi tạm nghỉ học để ở bên cạnh chăm sóc em trai. Tuy có bà nếp và vú em, nhưng Khôi vẫn không an lòng. Hai anh em bầm trở về thấy gì ảnh bà lụa thì không thể tin nổi. Họ quỷ lại khóc lóc mãi, mắm nấc nghẹn đấm vào lòng ngực trách móc ông trời ơi bà cả hiền lành phúc hậu sao ông nỡ mang bà chủ của chúng tôi đi ngoài kia lắm kẻ sống ác nhân thất đức tại sao ông lại không nhọc ngó đến bà nếp cũng sụt sùi lên tiếng từ nay chúng ta sẽ không còn được thấy hay nghe bà ấy quở trách hoặc có những giây phút cười nói vui đùa cùng nhau Tiếng lại oang oang phát ra khiến mọi người im bặt nhìn nhau. À nghe người ta căn dặn tránh vận động nhiều sau sinh, phải kiên cữ ít nhất một tháng. À bèn nghĩ ra cách ngồi trên võng cho đám nô bộc khiêng. Nòm buồn cười lắm nhưng chả ai dám hó hé. Thương tình chúng mày hầu hạ bà ấy bấy lâu nên tao cho vào thắp nhang. Xong rồi thì cút nhanh. Anh em bẩm khóc lóc van xin bởi vì họ không nỡ rời xa nơi đây phần muốn ở lại hầu hạ hai anh em cậu khôi để đền đáp ân tình của bà chủ lúc sinh thời dành cho họ. Lại lưỡng lự dây lát rồi gật đầu chấp thuận. À cho tập hợp tất cả nô bộc, hơn hai chục người nhí nhố đứng giữa sân dưới trời nắng gắt. Lại ngồi chém chệ trên cái sập cũ chỗ mà thường ngày bà lụa hay ngồi. Thấy đã đông đủ lại thùng thẳng cất giọng. Từ nay, Mọi chuyện trong cái nhà này sẽ do tôi quán xuyến. Hiện tại ai làm công việc gì thì cứ giữ nguyên vậy. Một người chăm đám đông cất tiếng. Thở cô thơ ra được chưa bà? Trời đất ơi, mãi lo tang sự cho bà cả mà ta quên khuấy đi mất. Phạt nó thế đủ rồi, chắc lần sau nó không dám tái phạm nữa đâu. Đứa nào nhanh nhanh chạy ra căn nhà kho cuối vườn dẫn nó vô đây. Phút chốc có người chạy vào hớt hải run đầy báo. Ôi, bẩm bà, con thơ nó 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 chết từ lúc nào mà xác thối rữa, nhỏi nhỏi bỏ lúc nhúc đục khoét hết hai hốc mắt rồi, kinh lắm bà ạ. À. Khổ thần chưa. Thôi, chúng mày khiêng nó đạt đồng, kiếm chỗ đất nào vùi xác nó đi. Họ đâu biết cái chết của thơ do chính tay ả à làm, vì nghĩ cô ấy là cái gai là mầm họa. Để tránh đêm dài lắm mộng nên lại cho người thả rắn độc vào kho nếu sớm biết bà lụa ra đi Có lẽ à chẳng cần sát hại cô Nhìn thấy Khôi lắc lư cái nồi đùa giỡn với Thanh Lại rất bực tức À ngẫm nghĩ một lúc tính bảo với mọi người trong nhà rằng Con thơ vì đầu óc hậu đậu Nên lúc chăm sóc hai cậu nhỏ Đã vô tình để lẫn lộn Bản thân muốn lấy cớ đó để đường đường chính chính Hoán con về vị trí lúc đầu Chợt một suy nghĩ khác thoáng qua khiến lại dập tắt ý định mình nóng lòng quá xém chút hỏng việc lớn phải rồi thay vì cho hai thằng nhỏ trở về vị trí cũ thì mình có thể giữ nguyên bởi bản thân hiện tại cũng là mẹ nó chỉ khác danh nghĩa chút thôi mình yêu thương đối đái thật tốt với thằng thanh con đuột mình nhưng người khác và thằng khôi ông lập nhìn vào sẽ hết lời ca thán cảm động còn nữa nếu giữ nguyên như hiện tại mình có thể ra tay loại bỏ thằng bình con của bà lụa mà chẳng sợ ai nghi ngờ ngược lại khi trả thằng bình về bên kia mình đâu hành hạ được nó lại phải giả vờ cưng nựng chăm sóc che miệng đời cho suy nghĩ ác độc của mình là ý kiến hay lại liếc mắt ngó di ảnh bà lụa rồi lấy tay che miệng giấu đi nụ cười đắc chí bỗng nhiên một cơn gió thổi qua làm bát nhang bốc cháy ngùn ngụt bình hoa rơi vỡ lại lạnh người sợn gai ốc miệng chi hô dập lửa rồi ba chân bốn cẳng lao thẳng sang gian nhà ngang mà chẳng cần ngồi võng về tới phòng mình lại mới thấy an tâm bất giác thằng bình giật nảy mình khóc ré lên lại tiến đến chỉ vô mặt nó trời còn mẹ mày chết rồi còn muốn hủ dọa tao à được để tao mời thầy về trấn yểm xem nó dám tắc oai tắc quái không còn mày thì liệu hồn đấy lại luôn mồm mắng chửi mà chả để ý đến ngón tay bình đang bị mắc kẹt giữa các kẽ nôi vậy nên bình càng khóc to hơn tiếng khóc như chọc ngoáy vào cơn thịnh nộ thách thức sự kiên nhẫn của ả à. thủ tính trỗi dậy lại thẳng tay đánh bép vô mồm thằng nhỏ bản thân kéo sành sạch sạch chiếc nôi bỏ ngoài hiên nhà sau đó bỏ vào trong nằm chéo chân mặc bình khóc ngặt nghẽo bị nắng chiếu rọi hay gió táp bụi phủ đám nô bọc thấy nhưng chẳng ai dám đến giúp cậu ba họ sợ chuốc họa vào thân chỉ có bà nếp khi nghe được tiếng khóc là liền chạy lại xem bà nhẹ nhàng gỡ ngón tay bị mắc kẹt giúp bình, rồi bế cậu dỗ dành người thấy mùi thum thủm chua chua phát ra từ người cậu ba lấy làm lạ bà mở tấm khăn quấn ra coi sao thì ôi thôi phần lấn nước tiểu bao lấy mình mậy cậu nửa thân dưới bảy nhảy phần thân trên đôi chỗ khô đóng bừng đầu tóc bết bát mặt mũi ghèn bao phủ tèm lem trời ơi còn vú em này chăm cậu kiểu gì vậy nè sao lúc bà chủ ấm bồng không biết vậy ta phải chăng cậu bị ngó lơ sao lạ nhỉ một loạt câu hỏi hiện đã trong đầu bà nếp nhưng nhanh chóng được cắt qua một bên bà lập tức bế cậu đi tắm gội thay đồ không tiền vô phòng bà hai lấy đồ nên bà đành để cậu bình mặc đồ của cậu thanh xong xuôi bà còn bảo vú em của cậu thanh cho cậu bình bú sữa được bú no vệ sinh sạch sẽ cậu bình chìm vào giấc ngủ ngon lành thấy vậy bà nhanh chóng bế cậu bình đặt về chỗ cũ chưa rời đi vội bản thân còn nép một góc xem động tĩnh từ phòng bà hai lúc sau thấy vú em của cậu bình rón rén đẩy khẽ cửa nhẹ nhàng bê cái nôi vào trong. Vũ em không thèm ngó cậu chủ lấy một cái. Khi cô ta đi ra, bà nếp cản đường vặn hỏi. Mày chăm cậu kiểu gì mà để cậu chủ lấm lem bộ dạng thê thảm hơn kẻ đi cày bừa ngoài ruộng vậy hả? bố em mặt lấm lét đặt ngón tay lên miệng xịt cái rõ dài. Mặt lão liền ngang dọc một lượt. Khi chắc chắn, chả có ai mới dám cất tiếng. Tôi ví cậu chủ như con đẻ của mình, nào nỡ bỏ bê, lắm lúc thường đứt ruột nhưng đâu dám trái lời chủ nhân ý mày là bà chủ bố em bịt miệng bà nếp lại để ngăn lời bà ấy phát ra cô gật đầu thay câu đáp bố em thì thầm thêm câu sau đó nhanh chóng bỏ đi không ngoái đầu bà ấy dặn tôi một ngày chỉ được phép cho cậu bú một cữ thôi sữa căng tức thì nặn đổ đi mày phải cho cậu bú nếu không tòng mách với ông chủ không thể chấp nhận được cách chăm con của bà hai bà nếp vội đi kiếm ông lập nói rõ biết ông chủ đang hút á phiền cùng lý trưởng và các chức sắc trong làng ở ngoài đình nên bà nhắm hướng rảo bước thấy bà nếp thập thò ngoài đình vậu lăng xăng chạy đến hỏi bà không ở nhà chăm cậu hai bác xác tới đây làm gì bà nếp kể đầu đôi sự tình cho vậu nghe và có ý nhờ vậu giúp mình chuyển lời đến ông lập bà về đi lát tôi chuyển lời cho chứ giờ các quan đang đàm đạo mà chen ngang vào lỡ ngớ làm mất hứng các quan ấy thì hậu quả bà cũng hiểu rồi đó sở dĩ bà nếp phải đi tìm ông lập thay vì đợi ở nhà là đều có lý do cả bởi ông lập chỉnh tề minh mẫn làm việc gì cũng rất chu toàn của ngày trước nay không còn nữa giờ ông chỉ biết ôm bàn đèn hút sái viện và chè chén đàn rúng, không màng việc nhà cửa Chuyện này xảy ra từ lúc ông Lập mới nhận chức tránh tổng. Sau vì quen lối sống buông thả, cộng thêm việc bà lụa qua đời, nên ông đổ đốn xa đọa hơn. Trong khi bà Nếp đi gặp chồng để tố cáo tội trạng bỏ mặc con thơ của mình, thì nài vẫn đang chìm trong giấc ngủ. À nằm mơ thấy một người đàn bà mặc bộ bà ba màu xám, tóc xóa hai bên thái dương phủ xuống tận rốn, che gần hết gương mặt. Hai tay chắp sau lưng, Người đó đang cúi gằm mặt Đột nhiên người đó từ từ ngẩng đầu lên mặt hướng về mình Lại không hoảng sợ À vớ cái gối ném vào cô ta Lại đun đẩy lắp bắp Con thơ mày, mày, chớ lại gần tao Thơ chậm rãi đưa tay ra trước mặt Hai tay đang nắm mấy con rắn hổ mang Chúng thi nhau rướn mình phình mang như nhe nanh phun độc Lại kinh hãi nuốt nước bọt đứng im ả à, lấy hết can đảm hét toáng lên cầu cứu giật mình tỉnh dậy chưa kịp định thần lại thõng chân xuống giường hô hô tìm đôi guốc tính chạy ra gọi nô bọc đưa mình đi kiếm thầy pháp à trợn tròn mắt ngất xỉu bởi dưới chân bị hai con rắn hổ mang quấn vào siết chặt mãi tới lúc thằng vẩu gọi thì lại mới tỉnh lại à hốt hoảng ngó quanh sàn nhà nhưng trời lúc này đã tối nên chẳng thấy gì đầu đau như búa bổ À thẫn thờ ngồi nghĩ ngợi điều chi Không để ý đến sự hiện diện của vợ Vợ liền hắng giọng Gây sự chú ý Lại vội giả vờ điềm tĩnh quắc mắt hỏi Mày không theo hầu Ông đến kiếm tao làm gì Bẩm bà Giờ này ông đang tay trong tay Cùng ạ à đào thưởng thức nghệ thuật Nên con mới rảnh để đến báo cho bà Một tin quan trọng Chuyện gì Vợ không đáp vội Hai tay hắn xoa vào nhau rồi đung đưa thân hình cười hì hì Nòm bộ dạng hắn trướng mắt Lại muốn tống cổ hắn ngay lập tức Bèn ném cho nó sâu tiền có vài đồng bạc Hắn liếc thấy liền thay đổi sắc mặt Tắt hẳn nụ cười toan rời đi Biết bầu chê ít Lại rút hai tờ giấy bạc chìa ra Bầu thở dài nhận tiền Rồi cúi gập lưng nhặt thêm sâu tiền đút túi Bà nếp hôm nay đến tìm ông May sao gặp tôi Bà ấy muốn kể tội của bà với ông tội bỏ bê cậu chủ dứt lời vội rời đi lại nghe xong nghiến răng nghiến lợi giận dữ còn mụ già lắm mồ mày không an phận mà muốn đối đầu với tao thì chớ trách con này ác lại châm thêm đèn cho căn phòng sáng hơn nhìn chiếc nôi không động tĩnh à tiến lại xem thấy trong nôi không có bình mọi ngày giờ này thằng nhỏ đã khóc toáng lên vì đói sao hôm nay yên ắng lạ thường qua đối thắc mắc lại định gọi vũ em hỏi thì chợt nghe có tiếng thì thầm to nhỏ bên ngoài hành lang. Lại vội nín thở lắng nghe. Cô cứ cho cậu Bình bú nhiều vào, chả còn đói là nó quấy khóc dữ lắm. Đấy, cô thấy chưa, cậu ấy được bú no là lăn ra ngủ như cún con đấy. Thật sự chả hiểu bà hai nghĩ sao nữa, con đẻ mình mà đối xử tệ quá. À, Là tôi hầm canh gà cho vú em của cậu Thanh ăn, tiện thể mang sang cho cô. Cô nhớ để cửa nhé Cảm ơn bà Bình thường với tính khí của lại à sẽ lao ra ngoài túm tóc đánh đập bà nếp và con vú em ấy vậy mà không Ả à chỉ nhếch mép cười Lặng lặng trở lại giường nằm xuống và không nghe thấy gì Khủy đó trong màn đêm yên tĩnh Lại bỗng la thất thanh hô hoán mọi người Nghe động Tất cả đám gia nô trong nhà vội vàng chạy đến Họ thấy vú em của cậu Bình chết sủi bọt mép bắt canh gà hầm thuốc bác đang ăn dở được đặt kế bên. Bà nếp run rẩy nhào vô ôm bố em lay lay khóc nghẹn. Ôi, cô, cô sao vậy nè? Lại bước đến giả vờ khóc thúc thít rồi hỏi. Canh gà này đâu ra? Bà nếp thật thà đáp. Là tôi nấu mang cho cô ấy. Chỉ chờ bà nếp nói ra câu đó, lại liền sai người bắt con chó đến và đem bắt canh gà cho nó ăn. Con chó ăn xong chưa đầy 5 phút thì ói mửa rồi chết lăn quay mọi người há hốc mồm ngạc nhiên chỉ trỏ. họ hết nhìn bà nếp liền quay sang nhìn vú em và con chó thì kế hoạch mình thành công được một nửa trong lòng lại thầm thích thú à muốn châm dầu vào lửa nên bù lù bù loa lên bà nếp ơi là bà nếp mẹ con tôi nào có đắc tội gì với bà mà bà nỡ ra tay sát hại Mày cậu bà cả đêm ở cạnh tôi nếu không Lỡ vô em cho cậu chủ bú thì giờ có phải Ôi trời ơi Chủ bà chẳng may yểu mạng Nào liên quan tới mẹ con tôi Mẹ con tôi trước giờ ăn phận thủ thường mà bà nếp Bà nếp á khẩu vỗ ngực muốn thanh minh Nhưng vì uất ức quá nên xỉu ngang Lại sai người nhốt chói bà và cột nhà ngay cạnh xác bố em Đợi mai trình quan phủ Sau đó cử hai người trông coi rồi giải tán tất cả. Lại trở về phòng ngồi cạnh chiếc nôi, à ngắm nhìn Bình hồi lâu, đưa tay vuốt ve đôi má bầu bĩnh đầy vết mũi đốt mà thủ thì. Hôm nay con tròn một tháng tuổi, Và con mãi mãi ở độ tuổi này, chúc con sớm đoàn tụ với mẹ ruột của mình. Lại cười một chàng dài sau đó dùng gối tính đè ngặt thằng nhỏ. Đột nhiên có cơn gió lạnh khẽ lùa qua khiến ả à dùng mình ở góc nhỏ của căn phòng có hai bóng trắng mờ ảo hiện ra Đó là hồn phách của thơ và vú em Họ thì nhau hối thúc lại Ra tay đi, nhanh ra tay đi Nhanh lên để tụi tao dắt nó đi cùng nào Lại sợ hãi đứng như trời trồng Đồng tử giãn ra hết cỡ Tim đập nhanh đến khó thở Gai ốc nổi dựng đứng À hái quá nên không làm chủ được bản thân Mà đi tiểu luôn trong quần Hai bóng trắng biến mất Lại như con thú điên À càng run sợ càng muốn giết người Bản thân muốn giết hết những ai Khiến mình trướng tay gai mắt À lội vào gian bếp tìm kiếm gì đó Rồi lững thững đi ra Trên tay bưng bát nước màu hồng nhạt Đến chỗ bà nếp À bóp miệng bà đổ vào Hai người đứng canh là người của à Vì thế cũng im lặng ngó lơ Lại bảo họ cởi trói cho bà nếp Và để mặc vậy Xong xuôi lại quay về phòng tiếp tục ngắm nhìn Bình à lại mân mê cái gối Bất thình lình Bình mở mắt ra làm Ả à giật mình Nó chăm chú nhìn lại Miệng méo máu Chẳng đợi thằng nhỏ cất tiếng khóc Lại nhanh chóng đứng dậy khom người nhấn mạnh cái gối vô mặt Bình Nó vùng vẫy Chọi chân hô tay Lại đừng hại thằng nhỏ Mau dừng tay lại à nghe tiếng bà lụa nói văng vẳng bên tai lên dừng tay ngó quanh nhìn bóng dáng bà lụa kèm khuôn mặt u buồn ẩn hiện ngoài cửa sổ lại cười ha hả dừng mắt nghiến răng cất tiếng chúng mày đợi đấy đợi tao giải quyết tất cả đám người sống này xong thì tao sẽ giải quyết mớ âm hồn vất vưởng tụi bay cùng lúc đó rắn rết ở đâu lúc nhúc bỏ đến siết chặt lấy lại chúng thì nhau mổ vào mắt vào cơ thể à bản thân quằn quại đau đớn à gào thét thảm thiết nhưng không ai đến bởi đám nô bộc đang chìm sâu vào giấc ngủ nào ai nghe thấu tờ mở sáng vậu đánh xe chở ông lập về đến sân vừa mở cửa xe đã thấy một bóng người xẹt qua lao ra cổng ông lập nhau mắt ngáp dài hỏi vậu Đứa nào vậy mày bẩm ông hình như đó là bà nếp mày đi theo coi bà ta làm cái giống gì mà mới bảnh mắt ra chạy như ma đuổi thế kia Vậu gật đầu dạ vâng Hắn mắt tròn mắt dẹt ú ớ Chưa biết xử trí thế nào Thì nghe tiếng hô hoán kèm tiếng bước chân chạy rậm rịch phát ra từ đằng sau Ngoài đầu nhìn thấy mấy người làm vác cậy dí theo bà nếp Trước bà bốn cặp mắt Bà nếp ôm đầu cười khà khà Người xoay tròn rồi đẫm mình xuống con sông nước đục ngầu Mấy cả người làm cũng thi nhau nhảy xuống sông ngụp lặn Để cứu bà ấy lên Nhưng qua cả canh giờ vẫn không tài nào tìm thấy vậu đứng trên bờ hắn thấy cách chỗ bà nếp nhảy xuống sông có thứ gì nằm bên vặt cỏ ven đường liền bước đến xem thử đó là một chiếc khăn tay màu đỏ có theo cảnh liễu trông khá đẹp nên vậu nhặt lên nhát vô túi áo được cùng mọi người trở vào nhà báo tình hình cho chủ nhân hay khi ông lập biết trong nhà xảy ra chuyện tày trời thì điên tiết quát mắng ỏm tỏi Chúng mày định làm loạn hả? Muốn biến nhà ông thành mớ hỗn độn để vơ vét tàu tán tài sản của ông hả? Chúng mày đừng hỏng, chớ có nằm mơ giữa ban ngày. Hôm nay ông mà biết được đứa nào bày mưu là ông cắt gân lột ra phơi nắng. Do ông lập lâu ngày không tắm, cộng thêm mùi thuốc tàn và khói á phiện hòa quyện vào nhau, tạo thành mùi khai khai khăm khắm. Đã vậy thả bản thân ngồi cách xa còn đỡ đôi phần. Đằng này ông vác ba ton đi qua đi lại làm mùi hương đó tỏa trong gió khiến mọi người lợm giọng lại mở mắt đào tứ phía thấy xung quanh bình thường liền thở phào nhẹ nhõm à đưa tay vịn tường đứng dậy chợt đứng hình mất mấy giây bởi trên hai cánh tay xuất hiện những vết hằn bầm tím in dấu ngược xuôi lúc này à mới cảm nhận được sự ê ẩm đau nhức lan tỏa toàn thân thể vội lật áo quần kiểm tra mình mấy ả à ngớ người khiếp đảm tại đầu đầu cũng chi chít vết bầm tím như bị trận đòn roi vừa xong lại nhớ đến bầy rắn kèm sự xuất hiện của vong hồn bà lụa thơ và vú em vào đêm qua đổ hết tội lên đầu bình lại gần giọng vì con mẹ mày cả muốn cản tao à giỏi thì đến cản lần nữa xem lại đưa tay tính vớ gối để ngạt bình thì trong nôi trống rỗng à đưa mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm nhưng không thấy quái Năm mấy tháng tuổi sao biến mất tại tỉnh vậy nhỉ Hay có ai giúp nó chăng Chẳng lẽ bị lũ rắn ăn thịt Nghe tiếng người làm kẻ ở gào khóc ngoài sân Lẫn tiếng roi vun vút xé gió liếm thân thể Lại lê thân đến Thấy chồng đánh đập cha khảo nô bộc À sợ mấy kẻ tay chân của mình không chịu nổi Rồi khai toạc ra nên cất tiếng khuyên ngăn Họ đâu có tội Mọi tội lỗi là do bản nếp tại bà ta quá thương người chủ quá cố của mình mà gây ra cả có chừng trị thì hãy chừng trị mình bà ấy thôi hôm qua tất cả họ đã chứng kiến việc bà nếp thừa nhận nấu canh gà đầu độc vũ em rồi lại định nói tiếp chợt ngưng lại vì bản thân thấy chiếc khăn tay mình nằm lấp ló ở túi áo của vợ à nhớ như in rằng hôm qua lúc ve vuốt gương mặt bình xong à đã dùng chiếc khăn đấy lau tay rồi ném vào nôi và thoáng thấy bà chủ nhìn chằm chằm vào áo mình Hắn nhanh nhậu lôi chiếc khăn ra phân trần Bẩm bà Cái này con nhặt gần chỗ bà nếp tự tử Một người cất tiếng chen vào Bà mông bà Không biết bà ấy có lấy gì mang theo không Nhưng trước lúc chết tụi con được theo Thấy bụng bà ta phình to Lại còn vui vẻ nhảy múa cười ha hà nữa Lại ngã khủy xuống khóc lóc Ra vẻ thê thảm lắm Thôi chết rồi, cả buổi trời tôi tìm không thấy cậu ba đâu. Chẳng lẽ bà tao ôm con tôi nhảy sông tự tớ? Nào tôi có cây thủ chuốc oán gì đâu chứ? Đường đường là con quan lớn đã ngậm ngùi mang danh vợ lẽ chấp nhận yên phận, vậy mà nỡ lòng nào hại mẹ con tôi âm dương cách biệt. Ông lập tái mặt, giọng đun đun hối thúc đám người làm, nhanh chóng nhảy xuống sông trục vớt xác cậu ba. Họ uống từng bát nước mắm mặn chát rồi lặn xuống sông. Cả ngày dài, mọi người ngoi lên lặn xuống, đến kiệt sức nhưng đành lắc đầu. Lúc lên bờ bỗng có người dẫm phải trước vòng bạc cắn lục lạc nhỏ nằm sát mé sông. Anh ta nhặt lên rửa sơ qua rồi đưa cho bà hai xem, lòng vui như mở hội. À thầm nghĩ. Không ngờ trước đốt chết vẫn muốn ôm chủ theo để bảo vệ khỏi sự ngược đãi của tao. <laughs> hại Thế cũng tốt đỡ mất công mình ra tay Lại vật vã kêu gào À lăn lộn giữa đất dãy rủa Rồi nhòi người lao ra sông đòi chết theo con Ông Lập thấy vậy hoảng quá Kêu mọi người dìu ả à vô nhà Nguyên tuần sau lại cứ ngồi thẫn thờ cả ngày không ăn không uống Mọi người đều xót thương cho à Nhưng họ đâu ngờ Khi đêm xuống à sai người hầu thân cận ra ngoài Mua thức ăn đem vô phòng cho mình rồi ả à, lấy lý do nhớ cậu ba nên suốt ngày bế bổng chăm bắm cậu hai nhiều người lấy làm ngạc nhiên khi thấy dì ghẻ yêu thương con chồng nhiều người lại cho đó là chuyện bình thường bởi bà cả đã qua đời nay thêm việc cậu bình mất nên bà hai yêu thương cậu thanh như con đẻ là điều dĩ nhiên họ còn cho rằng cậu thanh giống như người thay thế để chữa vết thương trong lòng của bà hai qua một thời gian xin nghỉ, Khôi phải cùng cha trở lên tỉnh tiếp tục việc học giang dở. Cậu tuy không nỡ xa em, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành nhờ cậy gì hai. Lại cười thầm, <cười> mày không gửi thì tao cũng chăm bởi nó là con tao đứt ruột đẻ ra. Còn mày khôn hồn, đừng vướng vào đường tao đi thì sẽ được yên thân. Khi rời đi Khôi còn dặn anh em bầm đủ thứ Mắm cười xòa bảo Tụi tôi biết phải làm gì Xin cậu chớ lo lắng Dù bất cứ chuyện gì xảy ra Anh em tôi cũng ráng bảo vệ chủ nhân của mình Dẫu có phải nhảy vào Dẫu sôi lửa bỏng trong nhà giờ chẳng còn ai khiến lại e dè à thỏa sức cưng nựng yêu thương Thanh. Nhiều lúc trái gió trở trời, Thanh chỉ bị à, cảm xúc soàng thôi là lại không tài nào chợp mắt. Ả à thức đến sáng tự tay chăm bám. Hành động của Lai làm anh em bẩm kinh ngạc. Chúng cũng hay lén đánh điện thông báo tình hình cho Khôi hay. Biết vậy, Khôi cũng an lòng chuyên tâm học hành. Hai năm sau, ông Lập lâm bệnh nặng và qua đời. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ông bảo bà Hai đánh điện nhắn Khôi về để phân chia tài sản. Lại cũng gật đầu chiều lòng chồng Xong ả à chẳng làm Bản thân còn cấm cửa bọn nô bọc bén mảng Đến căn buồng ông nằm Thấy khôi chưa về mà sức dần cạn kiệt Ông rút tờ di chúc đưa cho bà hai Rồi nhắm mắt xuôi tay Lại đọc xong tờ di chúc mà giận run người bởi nội dung dẫu nói rằng toàn bộ gia sản bao gồm đất đai, nhà cửa, ruộng vườn đều được chia làm hai phần cho hai đứa con trai nhưng tạm thời khôi nắm quyền quản lý tất cả. Tới lúc thành trưởng thành thì có quyền nhận phần của mình. Riêng bà hai sẽ được quản lý và thu lợi từ bầy gia súc. Sẵn ngọn đèn dầu trên tay, lại đốt luôn tờ di chúc. Sau đám tang của ông Lập, lại cho hơn phân nửa nô bộc nghỉ làm. Trong số đó có hai anh em bờm. À cũng thẳng thường tuyên bố chủ quyền với Khôi. Cha con mất giao toàn bộ gia sản này lại cho dì quản lý Nhưng ông ấy cũng không quên phần con Ông ấy cho con đàn vịt mấy ngàn con vào mảnh ruộng có cái ao lớn để con thuận tiện chăn nuôi Giờ con đã lớn khôn Dì nghĩ con có thể rời nhà để tách ra sống tự lập Dạ Cha và dì nói sao con xin nghe theo Vậy xin dì thư thả cho con thêm thời gian ngắn Đợi khi thợ làm xong căn nhà lá ở mảnh ruộng ấy thì con và em trai sẽ dọn đi ngay. Ở à, thế Khôi có ý định tách Thanh ra khỏi vòng tay của mình liền phản đối. Thằng Thanh còn nhỏ với lại nó là con gì nên không có đi đâu hết. Nó sẽ ở bên cạnh gì cho tới khi gì chút hơi thở. Dứt lời, lại bế Thanh đi bỏ mặc Khôi đứng đó. Con mắm buồn bã hỏi Khôi. Cậu chủ, anh em tụi tôi giờ phải làm sao? Khôi cười đáp Tôi chả biết gì về chăn nuôi Hay hai người cứ giữ lấy mà làm ăn ấy chết cả gia tài lớn đấy cậu ơi Tụi tôi chỉ chăm sóc giúp cậu thôi nào dám nhận Vậy tùy hai người định liệu giúp Mà chắc chuyến này tôi cũng về quê dạy học Chứ thì đỗ đạt đó nhưng sao bản thân chẳng chút hứng thú Anh em tụi tôi phải đi Còn cậu trở lên tỉnh Vậy cậu hai biết phải làm sao nhìn tình cảm của dì hai dành cho thanh, tôi nghĩ để em trai ở với dì ấy ít hôm chắc sẽ không có vấn đề gì. và lại tôi lên đấy chắc bộ dăm hôm là quay về thôi. sáng hôm sau khôi rời đi, thành ôm lấy chân anh trai nhõng nhẽo, khôi dỗ mãi thành mới nín khóc và chịu buông tay cho anh trai đi. tôi đến đột nhiên thanh lên cơn sốt, thân thể co quắp. Thầy Lang bảo cậu bị cảm lạnh Thôi không có vấn đề gì qua trầm trọng đâu Tuy biết đó nhưng nhìn Thanh lúc luôn cầm cập Lúc này nóng vá mồ hôi thì trong lòng lại như lửa đốt À ngồi căng mắt canh chừng con Thầy Thanh lạnh lên hừ hừ À đắp chăn choàng mình ôm nó vào lòng ủ ấm Khi chán Thanh lấm tấm mồ hôi À vội tháo chăn quạt phe phẩy Bỗng chiếc lắc bạc ở tay Thanh vướng vào chăn lại loay hoay gỡ cho con nhưng mãi không được. Tính xuống bếp kiếm thứ gì lên cắt bỏ mấy sợi chỉ, thì cùng lúc ấy con sen bưng bát thuốc vừa sắc xong mang lên nhà. A à, liền chỉ trỏ vào cái lắc tay bảo. Mày gỡ ra cho cậu giúp tao, mà tháo luôn cái đó để đem bỏ đi, chứ tao thấy nó cũng sắp xiết tay của thằng nhỏ rồi. Con sen tiến lại vừa tháo gỡ vừa luyên thuyên. Ngày bà cả sinh cậu hai ra cái là bà nếp đeo chiếc lắc này ngay. Có điều lúc đó nó cứ tuột hoài nên bà nếp dùng kiềm siết chặt luôn. Lúc cậu hai tròn một tuổi, vua em tắm rửa cho cậu. Thấy tay cậu bị đỏ ứng tại cái phòng chật quá nên con và vua em mới cùng nhau nới lỏng ra. Giờ lại bị chật, chứng tỏ cậu lớn từng ngày bà nhỉ. Lời nói của con sen làm lại choáng váng bất giác ả à, túm lấy cổ áo con sen rồi bóp cổ nó khiến nó nghẹt thở ho sặc sụa mày nói gì chuyện đó là sao con sen giãy giụa cố vùng vẫy lại buông nó ra nghiến răng quát nói bẩm chuyện chỉ có thế thôi ạ à? sao mày biết chuyện chiếc vòng ở tay cậu hai bẩm tại hôm đó bà nếp bảo con phụ con thơ chăm sóc bà với bà hai nhưng con sợ máu nên chỉ ở bếp đun nước sôi lại tắt bốp vào mặt nó giận dữ nói mày dài dòng quá rồi đó dạ dạ khi bà nếp bảo con kiếm cái kìm đưa cho bà ấy vì tò mò nên con đi theo xem mới biết ạ à. nghe đâu ông chủ đi xem tướng số cho hai cậu thì biết được số mệnh cậu bình tốt còn cậu thanh không được tốt thế là ông chủ xin ông thầy bói toán đó một lá bùa hộ mệnh lúc chào lá bùa ông kia dặn thêm phải đeo cho cậu ngay khi chào đời sau đó ông sai thằng vậu đi làm cái lắc bạc rồi luồn lá bùa vào trong sợ bà nghĩ ông đối đãi bên trọng bên khinh nên ông mới bảo thằng vậu làm hai cái y xì nghe xong lại cho con sen lui xuống à bón thuốc cho thanh nhưng đầu gắng sâu chuỗi sự việc bắt thuốc cạn đáy thanh cũng hạ sốt chìm vào giấc ngủ còn lại ngồi đấy tay mân mê chiếc lắc chợ đã thấy có mẩu giấy màu vàng lòi ra, tay đun đun lại túm lấy nó rồi kéo từ từ, bản thân vuốt ngay ngắn mẩu giấy, hình tấm bùa với những nét mực đỏ nguệt ngoạc hiện ra khiến mắt ả à nhòa lệ, lại nhớ rõ trên tay bình không có lắc tay, sau sinh một ngày ông lập mới đeo vào tay nó, không thể chấp nhận được điều đó lại tức giận chỉ vào di ảnh ông lập và bà lụa quát mắng. Chúng mày thấy tao hại chính con đột của mình Chắc đang hạ hê lắm hả Lại lao tới phá tung ban thờ Rồi lao ra sân trong đêm tối hét lớn Còn thờ đâu Mày mau hiện hồn ra đây nói sự thật cho tao biết Mọi thứ đều yên tĩnh Không một ngọn gió làm lay động lá cây ngọn cỏ À cứ gào khóc đến ngất xỉu Sáng hôm sau con sen đi chợ thì gặp mắm Nó đem chuyện lúc tối kể cho mắm nghe mắm hốt hoảng ba chân bốn cẳng co giò chạy về nhà báo với anh trai cả hai tức tốc đến nhà ông lâm người này là anh trai cả của bà lụa họ nhờ ông ấy đánh điện lên tỉnh cho cậu khôi nhà vợ chồng ông lâm này cũng thuộc hộ khá giả lắm khác xưa rất nhiều nhận được tin gì hai phát bệnh thần chí không ổn định khôi sợ bà ta làm hại em mình liền tức tốc về quê ngay phía lại à muốn giết chết Thanh, nhưng sợ phạm phải sai lầm lớn. Vì thế, à giao Thanh cho con sen trong coi, rồi sai thằng Vậu trở mình đến làng bái. Vậu đi theo chỉ dẫn của bà chủ đến một căn nhà tranh có hai hàng cao thẳng tắp, kéo dài từ nhà ra ngõ. Lại bảo Vậu đứng đợi ngoài xe, còn mình dạo bước vào trong. Vậu nhìn sơ qua cũng đoán được ngôi nhà này có người làm thầy Pháp, bởi mùi nhang trầm nồng nặc kèm nắm am nhỏ được cất dựng trước sân. Ngồi đối diện với bà thầy da nhăn nheo, tóc phủ màu sợi cước, cặp mắt chỉ có tròng trắng, tại bế con mèo tam thể mắt xanh biếc. Tuy đây không phải là lần đầu gặp gỡ, song lại vẫn hơi hãi. À ngập ngừng hỏi. Thầy có thể gọi hồn người mất giúp tôi không? Bà thầy bấm đầu mấy ngón tay cất giọng. Người muốn gọi hồn mấy vòng đã từng nhờ ta trấn yểm hả? Lại gật đầu thay câu trả lời. Quả đúng như thế. Tại trước đó vong hồn thơ và vũ em hay về quấy quả. Cộng thêm vong hồn bà lụa thi thoảng xuất hiện. Khiến bản thân ăn không ngon, ngủ không yên. Nên ạ à đi tìm thấy chấn vong. Bà thầy cao mày nói. Muốn còi hồn thì phải thả vong. Nhưng một khi thả thì thầy khó lòng chấn được lần hai. Bởi oán khí tích tụ lâu ngày sẽ biến chúng thành ác quỷ mà ta sức lực có hạn thôi người hãy suy nghĩ kỹ đi tôi biết thầy ạ à, nhưng giờ nếu không gọi hồn để hỏi rõ thì tôi sống không bằng chết bà thầy lắc đầu thở dài sau đó sai đệ tử thắp nhang quanh nhà một tay buốt ve con mèo tay lắc quả chuông nhỏ liên hồi miệng lẩm nhẩm đọc mấy lời thuật ngữ khó hiểu bên ngoài trời đang nắng gắt cây cối im lìm bóng mây đen kéo đến che lấp ánh nắng gió nổi lên đánh cành lá xào xạc lạ một điều là những vị trí quanh đó đều tỏa nắng bình thường chỉ riêng khoảng sân của nhà bà thầy mới có sự thay đổi vậu đang ngồi dưới gốc cây hóng mát thấy vậy tưởng trời làm mưa đám mây hắn liền chui tọt vào xe Bà vong hồn hiện ra trước mắt lại lại nhìn thấy bà lụa thơ và vú em thì ú ớ nói với bà thầy Tôi chỉ cần gặp con thơ thôi Bà nhốt hai người còn lại vào đi Không thì đánh tan hồn phách luôn cũng được Bà thầy ngồi im không đáp Chợt vú em liếc mắt nhẹ răng Nhìn con mèo Khiến nó kêu ré lên ngoeo một tiếng Và phóng đi mất dạng Vú em chuyển hướng lao đến bóp cổ lại À vội thụt lùi lại tránh né Nhưng làm sao thoát được bàn tay của ma quỷ Tao làm gì phải tội mà mày hạ độc và bắt canh gà hả? Mà còn đổ tội cho người khác khiến họ chết trong oan khuất Bà lụa vội nắm tay vú em kéo về phía mình Nhìn vú em lắc đầu Lại đưa tay vuốt lấy vuốt để cổ họng thở hổn hển Nước mắt nước mũi xịt ra tèm lem cả khuôn mặt À nhìn thơ muốn cất tiếng hỏi chuyện ngày sinh nở Nhưng do quá kinh hãi Làm mồm miệng à cứng đơ chẳng thốt nên lời Nòng bộ dạng của lại Thơ cười khoái chí nói Mày giết người không chút đun tay mà cũng biết sợ sao Chắc mày đang thắc mắc chuyện Con mày có bị tao đánh cháo theo lệnh mày không chứ gì Vậy vảnh tay nghe, nghe rõ đây Đầu tiên phải nhắc đến lão chứ thằng cha khốn nạn của mày Lão ta đã cướp đi đời con gái của tao Và làm nhơ nhốt tấm thân của người phụ nữ đi cùng tao Lão còn đánh đập không thương tiếc Nghĩ phận hèn sức mọn Tụi tao đánh nốt nỗi đau vào trong mà cam chịu Nói đoạn thơ ngừng lại nhìn bà lụa Nước mắt lưng tròng. Hôm đó thơ cùng một người chị hàng xóm Trên đường tìm về quê Vì chị bị sốt cao lại không có gì bỏ bụng Không tiền thuốc thang Nên sức lực kiệt quệ ngã cuộc xuống đường Đúng lúc đó một chiếc ô tô bóng loáng lao đến Xém chốt cán phải hai chị em Khi đó bầu mở cửa xe chửi họ té tát Còn bà chủ của hắn lúc đầu ngồi trên xe Cũng tuôn lời tàn độc nhưng khi bước xuống xe liền thay đổi thái độ. Bà ta lôi trong chiếc giỏ sách đan bằng cói ra bọc lá chuối nóng ấm, phảng phất mùi gạo nếp đặt lên tay thơ, khẽ nói. Chúng mày nhanh tránh đi. Thơ chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cũng đối rít cảm tạ. Chị em còn đội ơn bà. Suốt mấy hôm nay chúng còn đói quá. Gắng tìm đường về quê nhưng chẳng may bị bọn quan quyền hãm hiếp đánh đập mới ra nông nỗi này. Bà ấy liếc mắt thấy chị Mỹ chán lấm tấm mồ hôi, bờ môi thô ráp nứt nẻ không ngừng rên hừ hừ, liền móc trong túi áo cho thơ thêm hai tờ giấy bạc. Bà ấy đặt ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi vội vàng lên xe quát tháo rời đi. Nhờ gói lá chuối bên trong chứa nắm sôi, kèm chiếc đùi gà bóng mỡ và hai tờ giấy bạc, mà chị em họ được no bụng, còn có tiền thuốc thang. Mãi sau này, lúc bầm bị thương, thì thơ mới biết người giúp mình chính là bà lụa Nghe đến đó ngài ngồi phật xuống dưới nền nhà thở thẫn thấy vậy thơ cười càng lớn hơn cô tiến đến bằng thân hình dị dạng cả cơ thể trắng bạc như vôi máu từ khóe miệng trào ra rồi bỏ thi nhau bỏ lúc nhúc trong hốc mắt từng mảng tóc mảng da thịt nhảy nhụa rơi ra có miếng lủng lẳng trong đưa Thơ thọc tay và hốc mắt bốc ra nắm giỏi mời lại Ăn đi Ăn hết tao lấy thêm cho Lại bịt miệng ngó quanh muốn tìm đường thoát thân Ngó không thoát được à Liền quỷ lại khóc lóc cầu xin bà lụa cứu giúp Thế bà lụa im lặng ngó lơ Lại vội đổ hết tội lỗi sang bà ấy Tất cả lỗi lầm tôi gây ra là tại bà Bà nắm quyền trong nhà lại được chồng yêu thương lúc nào bà cũng dường oai diễu võ thể huyện uy quyền trước mắt tôi vì vậy bản thân sợ hãi sợ mai này con mình chào đời sẽ bị ức hiếp bị đẻ đầu cưỡi cổ như mẹ nó thành thử mới tạo ra nhiều điều sai trái bà lụa tức giận nói cho nên cô mới nghĩ cách cháu con <laughs> đúng vậy tôi muốn thấy con tôi được kẻ thù chăm bẵm yêu thương còn con của kẻ thù sẽ bị tôi bỏ mặc hành hạ ngược đãi Lệ tuân chào, Bà lộ nghẹn ngào hỏi Tùy tôi nắm quyền Nhưng bản thân đã từng đánh đập nhức móc Hay làm điều gì quá đáng với cô chưa Từng chén thuốc An thai tổ yến nhân sâm Hoặc nhiều món ngon khác Mỗi lần người làm nấu Tôi đều bảo họ mang đến cho cô cơ mà Tôi cấm cô không được dùng người của tôi Nhưng tôi có cản việc cô nhận thêm nô bọc không Và nhiều vấn đề khác Từ to đến nhỏ Sao cô không suy ngẫm mà đi hại người Để rồi hại mình Cô nói mình lo cho con Vậy sao không tự tay chăm nó Ra sức bảo vệ nó mà lại đi mượn tay kẻ khác phải chăng cô chỉ muốn lợi dụng con cái để hạ hê lòng mình Nghe ăn kẻ ở trong nhà tôi còn xót thương Tuy thật lòng chả ưa gì cô Nhưng tuyệt đối chẳng hại cô Chứ đừng nói đến đứa nhỏ vô tội Mang trong mình chung dòng máu với các con tôi Thở tiếp lời Bà chớ phí lời với kẻ lòng lang dạ sói ấy Dứt lời Thơ nhát nắm giỏi và mồm lại Thấy vậy vua em cũng ra sức phụ giúp Lại phòng má trợn mắt ngất xỉu Bỗng tiếng chuông trên tay bà thầy rung lên Khiến thơ và vua em ngừng tay Bà ta ôn tồn nói Câu chuyện của các người thật đau thương Nhưng thôi Hãy gác lại tất cả buông bỏ mà đi đầu thai Đừng ôm hận vấn vương trần thế kẻo vong hồn bị đánh tan biến thành cát bụi kẻ bất lương sẽ gặp nhân quả báo ứng thờ định lao đến bóp cổ bà thầy thì một tia xét rạch trời làm cô vội thu mình run rẩy bà thầy nghiêm nghị hỏi muốn đối đầu ta liệu rằng đủ sức không bà lùa vội khẩn khoản xin nó chết thảm nên tạm thời chưa buông bỏ được mong bà thương tình mà tha cho chúng tôi Bà thầy gật đầu rồi đọc mấy câu thần chú. Cả ba người thấy trời quang mây tạnh, bèn nắm tay nhau tạo thành cơn lốc nhỏ biến mất. Trong không khí vẫn vang vọng tiếng cười cùng lời cảm ơn. Bà thầy hất cốc nước vào mặt lại, à tỉnh dậy kinh hãi ngó quanh rồi liên tục móc cổ học. Bản thân muốn tống hết những thứ kinh tởm ra khỏi ruột gan. Bà thầy biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng tuyệt nhiên im lặng để mặc lại tự hành hạ thể xác. Hồi lâu khi đã hoàn hồn được phần nào Lại khóc lóc cầu xin bà thầy giúp mình gặp vong linh đứa con trai bé nhỏ Bấm ngón tay một lúc bà lắc đầu bảo Ta không tìm thấy Rời khỏi nhà bà thầy ngồi trên xe trở về Lại khóc như mưa Tay cứ đấm thủng thục vào lồng ngực Bà ngó lên trời suy nghĩ Bình có ở trên đó không con Chắc còn hận mẹ lắm về tới nhà lại lao đến gian nhà ngang gian nhà này kể từ lúc vú em và bà nếp chết cộng thêm việc cậu hai ra đi nên nó bị khóa không dùng đến lại đẩy cửa ra bước vào trong bản thân ôm từng món đồ của bình vuốt ve trước đó lại sợ vong hồn bình về quấy nên ngày đêm văn vãi rồi rán bùa khắp nơi này chính tay ả à tháo bỏ mấy tấm bùa và cậu mong linh hồn con trai hiện ra gặp mình Ả à, nhớ lại những hành động của mình rồi tự va và vào mặt, vỗ vào đùi điên loạn gào khóc cả ngày trời. Mọi người tá hỏa nhìn nhau quay qua hỏi vầu nhưng nó cũng đâu có rõ sự tình lấy gì giải thích. Con sen bưng bát cháo đến năn nỉ lại. Bà ăn chút gì để lấy sức, chứ nguyên ngày nay trong bụng có miếng cơm cháo gì đâu. Lỡ bà ốm thì cậu Thanh biết phải làm sao. Như sự tỉnh lại chạy đến gian nhà chính định bóp chết Thanh cho thỏa cơn giận Chẳng thấy Thanh đâu À đập phá đồ đạc quát mắng Thằng Thanh đâu Nhìn thái độ bà chủ như con thú điên Con sen sợ hãi đứng từ xa nói với Chứ không dám đến gần Bẩm bà Cậu khôi về và bảo rằng Cậu ấy đưa cậu Thanh lên tỉnh chữa bệnh rồi ạ Nói xong nó chui xuống gian bếp trốn biệt Tránh tầm mắt của lại Bởi nó biết Lớ ngớ là bị bà chủ lôi ra đánh đòn chút giận ngay Khôi nói với con sen vậy Thật ra cậu đâu có đưa Thanh lên tỉnh Mà chỉ đưa em trai sang nhà cậu mở Nhìn Thanh vui vẻ nô đùa Chơi với đứa em say xưa Nét mặt Khôi buồn buồn Ông Lâm vội hỏi Cháu có chuyện gì sao? Nhìn hai đứa em mà cháu không biết tính sao cậu ạ à? Ông Lâm cười bảo Tưởng gì Con cứ thu xếp về đây dạy học Thằng Thanh và thằng Bình Cứ để đấy cậu nuôi sau này bây ổn định rồi thì đón chúng về Còn mắm nhanh nhậu chen ngang Nhớ cái đêm bà nếp mất mà tôi thoát tim Hai anh em tụi tôi rình mò đợi sơ hở Lên lẹn vào cởi trói cứu bà ấy Ai dè bà hai xuống nhà bếp lấy thuốc chuột ép bà nếp uống Người của bà hai đứng đó khiến tụi tôi chỉ biết chơ mắt nhìn Xong xuôi bọn chúng thả mặc kệ bà nếp nằm vậy Khi đó tụi tôi mới có cơ hội tiếp cận Bà nếp theo thảo bảo mặc kệ tao trông bày nhanh bế cậu bình chạy trốn nếu không bà ta sẽ giết cậu bình vì rất có thể cậu thành và cậu bình bị trao đổi ngang khúc đó là anh em tôi lẹn tới phòng cậu bình ngay đập vào mắt tụi tôi là cảnh bà hai dùng gối muốn đè ngạt cậu bình tính bất chấp nhà vô ai xẻ bà ấy dừng tay cãi lộn với không khí một lúc thì lăn đùng bất tỉnh không chần chừ tôi ôm lấy cậu ba còn anh trai đi trước dò đường chạy ra khỏi cổng, cảm giác cái gì đó rơi ra nhưng vì lo sợ đành mặc kệ. Đã sợ muốn trụng tim vậy mà chiếc lắc tay cứ kêu leng keng nên phải tháo vứt bỏ. Bí quá anh em tôi chạy tới nhà ông Lâm cầu cứu. Giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh sống lưng. Nếu đêm đó không may bị phát hiện, chắc chắn cậu ba và hai anh em tôi sẽ chết trong tay bà hai. Ông Lâm tặc lưỡi. Bà nếp uống phải thuốc chuột, hèn chi nghe thiên hạ bàn tán rằng bà ấy nhảy múa trước khi lội xuống ao. Bẩm tiếp lời. Thiện hạ theo dệt đố câu chuyện, còn tôi đã biết rõ. Sợ dĩ bà nếp có hành động lạ là do loại thuốc đó. Mấy con chuột dính bả, khi thuốc ngấm vào thân chúng bị trương phình bụng và đầu óc lảo đảo quay cuồng. Cổ họng lẫn thân hình khô rát, bắt buộc phải tìm nước uống nhưng chỉ cần uống nước thì lập tức chết ngay. Còn như không uống nước cũng chảo máu mà chết im lặng ngắm hai đứa nhỏ hồi lâu ông lâm cất tiếng hỏi lâm cháu muốn tìm hiểu sự thật về thân phận của hai đứa không khôi mỉm cười lắc đầu đứa nào cũng là em của con sự thật thế nào thì chúng con và dì hai cũng là người một nhà không thay đổi cậu ạ à? đêm đó trời mưa rất to sấm chớp đùng đùng khiến ai nấy chả dám ló mặt con sen chạy vội lên nhà khép cửa nó thấy bà hai dầm mưa chắp tay quỳ giữa sân miệng than khóc cầu xin Mẹ biết Bình oán hận mẹ Nhưng xin con hãy xót thương Hãy nhớ đến công sinh thành Mà cho mẹ gặp một lần để nói rõ nỗi lòng Bao ngày qua mẹ chăm sóc yêu thương con kẻ khác Mà cứ ngỡ con mình Còn đứa con mẹ dứt ruột đẻ ra Thì bản thân nhầm tưởng con người ta nên đã hành hạ Nghĩ đến đó thôi là tim can mẹ đau lắm Đầu óc muốn nổ tung giờ mẹ không thiết sống nữa. Xin con cho mẹ theo cùng để có thể bổ đắp Phật nào. Trời nổi giông tố mà lại vẫn dầm mưa quỷ ở đấy. Đời mãi chẳng thấy linh hồn con trai xuất hiện. À đút con dao đưa lên trời định kết liễu đời mình. Con sen há hốc mồm toan lao ra ngăn cản. Nó mới chạy tới cửa chính thì một tia sét đánh xuống cản bước chân nó. Con sen chưa kịp hoàn hồn, lại thoáng thấy bà hai nằm lăn ra giữa sân nền gạch loang lổ máu hòa cùng nước mưa nó vội chi hô ầm ĩ sau đêm hôm đó tuy tia xét không đoạt mạng lại nhưng khiến ả à khùng điên khôi hay tin liền xin phép cậu mở đón hai em về nhà để tiện bề chăm lo thuốc thang cho dì hai dù mời thầy thuốc khắp nơi chạy chữa nhưng đều không có kết quả ông nào cũng lắc đầu bó tay ban đầu lại chỉ ngồi ca hát du con về sau hễ thấy ai là nhào tới cào cấu cắn xé tệ hơn nữa à suốt ngày chui lùi khắp nơi rình mò bắt dán chuột nhai ngấu nghiến chẳng còn cách nào khác khôi đành cho người xích nhốt bà lại thấy sân nhà rộng rãi kèm ngôi nhà ngang để không khôi cho người sửa sang lại đôi chút rồi mở lớp dạy học miễn phí cho con em nghèo khổ quanh bụng nhiễu khê bà con vui mừng khôn xiết hết lời khen ngợi Cuộc sống em ạ à trôi qua cho tới một ngày nọ. bẩm vác thân chuối rồi dắt cậu Thanh và cậu Bình ra sông tập bơi. Lúc này hai cậu đã lên sáu. Không may cậu Bình bị trượt tay khỏi thân chuối rơi xuống nước. bẩm nhanh chóng lặn xuống ao, vớt cậu ba lên bờ sổ nước. Cậu ba không bị ảnh hưởng tới tính mạng xong cứ nằm mê man. Cả nhà cuống cuồng chạy mời thầy lang. Thuốc thang vào khiến cậu tỉnh táo vài phần nhưng vẫn như kẻ mất hồn ông lâm tiêu nghịu bảo khôi này ngõ bộ thằng nhỏ bị lạc hồn biết rồi chúng ta phải kiếm thầy về giúp thôi nhờ cậu cả chưa mảng này con bó tay cậu ạ à. Bầu nghe vậy vội vàng đáp bẩm cậu tôi biết chỗ này vậy về chú đi mời thầy giúp tôi vọng lái xe đến chỗ nhà bà thầy năm xưa mà bản thân từng đi cùng bà hai sau khi nghe vợ thuật rõ sự tình, bà thầy đồng ý đi theo về nhà. Xem qua một lượt, bà thầy lắc chuông bấm ngón tay gieo quẻ rồi phán. Oán hận gia đình này dai dẳng quá. Nói rồi bà đến bên giường bình, nằm lầm lầm đọc chú. Bà vuốt từ đầu xuống chân tầm chục cái và lắc chuông liên hồi. Bình ngồi dậy mỉm cười, cậu tụt xuống giường chạy ra sân tìm anh hai vui đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả nhà ngỡ ngàng bởi sự vi diệu mà bà thầy mang đến. Mọi người rối rít cảm ơn. Bà thầy xua tay nói. Chưa xong đâu. Cô vội vàng hỏi. Thế là thế nào hả thầy? Vòng trước con sông kia nhắm vào thằng nhỏ. Khi chưa đạt được mục đích thì nó sẽ không buông tha. Muốn giải trừ hậu họa thì hãy chuẩn bị án hương cho ta vào chiều tối nay. Nghe lời thầy can dặn, khôi gấp rút sai người làm chuẩn bị lễ vật hoàng hôn buông xuống hương án bày sẵn ngoài cổng đối diện con sông với nhiều hình nhân thuyền nan thang tất cả đều được làm bằng giấy thêm một dĩa xôi trắng một con gà luộc và cái thổ lợn bà thầy sai đệ tử của mình thắp nhang cắm nến tứ phương mọi người tò mò nên kéo nhau đến xem đông nghịt họ chăm chú dõi theo hồi chuông thứ nhất rung lên mặt sông sủi bong bóng nổ lọc bọc như nước cặp vôi bà thầy ra dấu cho đệ tử thả xôi gà thủ lợn xuống sông lễ vật trôi ra giữa sông đột nhiên chìm nghiệm hồi chuông thứ hai vang lên khiến mặt sông tạo lốc xoáy bà thầy lẩm nhẩm đọc chú tay chỉ vào hình nhân rồi vẽ bùa chú người đệ tử cầm lần lượt từng con hình nhân thả trôi sông để thế mạng sau cùng là thả thuyền giấy xuống và dựng chiếc thang giấy ngay mé sông bà thầy lắc chuông liên hồi gió bụi kéo đến thổi tung mịt mù làm mọi người hoảng hốt nép cả vào nhau Phong hồn bà nếp hiện ra với dáng hình trương phình mắm thấy vậy thì khóc nấc lên bà nếp vẻ mặt giận dữ cất tiếng nói vang vọng trong gió đừng phí công vô ích mạng phải đền mạng trước ta cứu nó vì lo sợ nó là cốt nhục của chủ nhân ta nhưng giờ bản thân thấu rõ rằng không phải nên ta quyết giết để rửa hận bà thầy thong thả đáp Oan có đầu nợ có chủ Hạ tất chốt oán lên đầu trẻ thơ Ta cũng muốn vậy nhưng linh hồn bị giam giữ ở đáy sâu Thử hỏi lấy đâu cơ hội kiếm kẻ sát hại mình Và lại nhà đó có thần giữ cửa Nên dù không bị giam cầm cũng khó lòng vô được Thả rằng bản thân mất tại đó Họa chăng có thể chừng trị cả ác phụ kia Mắm xua tay lia lịa bảo Đừng bà ơi, đừng hại cậu Bình Cậu ấy cũng đáng thương ở này hết chính bà là người hiểu rõ nay bà hai bị điên loạn trời hành bà ấy sống còn khổ cực thê thảm hơn chết gấp bội lần giờ bà ấy chẳng biết gì đâu nếu bà đoạt mạng cậu bình thì chỉ có anh em cậu khôi đau khổ thôi bà nỡ lòng sao nói đoạn cô quay sang bảo anh trai vô nhà dẫn bà hai ra chồng thấy lại gầy nhom áo quần tả tơi đầu bù tóc tối à ngồi đó với ánh mắt vô hồn bỗng một con rơi rơi từ không trung xuống đất Nằm ngay trước mặt Nhanh như chớp Ả à chụp lấy cắn đứt đầu nó nhai nhộm nhòm Máu tèm lem cả mồm mép Mọi người chứng kiến cảnh ấy liền thi nhau nôn nòe Bà nếp im lặng hồi lâu quan sát lại Sau đó chẳng nói gì thêm Mà lặng lặng leo lên cái thang Và đặt chân lên thuyền Bà vẫy tay chào mọi người Gió khẽ đẩy con thuyền dần, dần dần đưa bà đi mất hút trong làn xương Bà con xóm giềng biết được bí mật của bà hai thì không khỏi phẫn nộ. Họ bàn tán xôn xao. Người gì mà suy nghĩ thiện cận, tàn ác hết sức. Ôi dào, người trong cuộc đâu có bình tĩnh để suy xét đúng sai như kẻ đứng ngoài. Dẫu có cũng bị lòng tham che mờ. Bởi vậy cuộc đời này mới có những sai lầm và hối tiếc. Qua chuyện này, tuy khôi đã xác định rõ đâu là em ruột và đâu là em cùng cha khác mẹ nhưng cậu không phân biệt ngược lại còn yêu thương bình nhiều hơn. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn à, quý vị đã lắng nghe, cảm ơn tác giả Ngô Tuyết, xin chào hẹn gặp lại, chúc quý vị ngủ ngon nhé.